Xin chào anh em đã quay trở lại với buổi livestream hàng tuần của Hacom. Và hôm nay thì chúng mình sẽ có một bộ PC cực kỳ là khủng. À không, thực ra là hai bộ chị nhỉ. Nhưng mà điều này có nghĩa là anh em sẽ phải lựa chọn xem là sử dụng thành phần gì, sử dụng cấu hình gì hôm nay nhá. Thì đầu tiên này chúng ta sẽ có đó chính là CPU. Thì chị Phương có thể đọc được đây là hai CPU gì không? Chúng ta sẽ có hai CPU thế hệ thứ 12 của Intel, đó là i5 12600K và i7 12700K. 12700K. Vâng. 12700K luôn. Thế thì hiện tại đang đây là hai CPU khá là khỏe và thế hệ thứ 12 của Intel. Thì như anh em có thể thấy đấy, bộ PC này thì là toàn là rồng với chị nhỉ. Đúng. Chị có thể thấy đây này, chúng ta sẽ có này về nguồn của MSI này, camera hình MSI này, sẽ có mainboard MSI, tản nhiệt nước cũng MSI luôn. Nói chung là tất cả đều là MSI đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Tất cả đều mọi thứ đều là MSI. Hôm nay là chúng ta sẽ build một PC là full MSI luôn, full màu rồng. Rồi thế thì chị Phương muốn chọn CPU nào nhỉ? Chúng ta sẽ có hai cái CPU ở đây. Chị chọn hay là cho các bạn chọn? Cho các bạn chọn, là nhưng mà các bạn có vẻ như là chưa vào nhiều lắm. Các bạn livestream đang có xem không? Các bạn có thể lựa chọn CPU mà các bạn muốn. Chúng mình build được không? Và sẽ có i7 và i5 nhé. Đúng rồi, mọi người sẽ comment là i7 hoặc i5 nhé. Hiện tại thì vẫn chưa có ai comment thêm. Thế thì chúng ta chị chọn đi. Cho chị chọn hả? Chị chọn cho nó khỏe hơn, đó là con i7. Rồi, i7. Thì hiện tại đây là i7 thế hệ thứ 12 này, 12700K này với bao nhiêu nhỉ? 12 nhân. Rồi thì chém gió đi. À thế ạ. Chờ các bạn đông vào ở đây các bạn. Đây bắt đầu comment rồi, ở bên i7. Facebook thì các bạn chọn khá là nhiều i7. Ok, bạn Quang Trường bảo là i7. Ok, thế gì chúng ta. Cảm ơn bạn Quang Trường, cảm ơn bạn Trí Tình, các bạn đã đồng quan điểm với mình, các bạn chọn i7. Rồi, chiếc CPU i7 này thì sẽ có là tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? 12 nhân 20 luồng. 12 nhân 20 luồng, tức là 12 nhân là sẽ bao gồm cả nhân mạnh và nhân yếu nữa, tức là 8 nhân mạnh và 4 nhân yếu, tổng cộng là như vậy. Thì bây giờ sẽ là mainboard đi. Chúng ta sẽ có hai mainboard khác nhau. Để xem nào. Bây giờ cái nào chọn thì chị sẽ để cho mình này. Vỏ cây thì chúng ta chỉ có một sự lựa chọn thôi đúng không? Ở đây là vỏ cây gì? Bạn Nam Edit, bạn ơi. Mọi người nhớ tuần trước bạn Nam Edit bảo là bạn ấy hẹn kèo như nào nhỉ? Em thắng hay là em thua thì chị thắng thì sẽ được uống trà sữa. Phương thắng là bạn Nam Edit sẽ mời cả phòng studio, cả phòng YouTube trà sữa đúng không? Phòng mình có 10 người. À phòng mình có bao nhiêu người anh nhỉ? 21 người. Phòng phát triển kinh doanh có 21 người nhá, bạn Nam Edit nhá. Địa chỉ là 41 Thái Hà, số 2 ngõ 41 Thái Hà. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến mainboard, chúng ta sẽ vote mainboard gì đây? Mainboard thì chúng ta sẽ đều là mainboard Z690 Tomahawk Wi-Fi. Nhưng mà đây thì là một phiên bản là DDR4 và một phiên bản là DDR5 chị ạ. Đó. Thì trên mainboard Wi-Fi chúng ta sẽ có thì như anh em thấy đấy, tại vì anh có thể thấy là đây toàn đồ mới đi mà. Thế anh có thể biết là đây là một livestream được tài trợ bởi MSI, nên chúng mình sẽ lựa chọn những đồ MSI ở đây để chúng mình có thể build. Đấy thì chị có thể thấy đây là mainboard DDR4 này và mainboard DDR5. Thì chị mong muốn lựa chọn cái nào? Bây giờ Intel thế hệ thứ 12 thì phải chọn DDR5 chứ nhỉ? Không biết là các bạn thấy sao? Các bạn vote đi. Bây giờ mở hộp đi xem cho các bạn lựa chọn. Rồi, chị mở hộp trước DDR5 nhé. Ai già. DDR4 á? Bạn đúng rồi, các bạn một comment thôi để cho bọn mình đếm cho dễ. Đây, đây chỉ có cái này đóng lại, cái này 14 nhân 12 20 luồng. 14 nhân à, con này 14 nhân à. Ok, DDR5 nha. DDR5, anh em lựa chọn DDR5 hay DDR4 nào anh em nhanh nào? Đang thấy bằng nhau đây này. Cái này tìm em nhá. Bạn Nam Edit đang hỏi là anh Hoàng ơi, bên Hacom mình có mẫu bàn phím Curleo 60% này giá trị giá 1.3 triệu trở xuống không? Hình như là Newmen à? Newmen còn một khoảng tầm 1.3 anh nhỉ? Tầm đấy. Anh em tìm, bạn Nam Edit tìm mẫu bàn cơ Newmen nhá. Đó sẽ là bàn phím cơ hot swap rồi đấy, nếu mà anh em muốn. Nhiều bạn bên Facebook là bầu chọn cho DDR5 lắm. Bạn Lý Minh Vĩ còn bảo DDR6 luôn à? Ui dồi ôi, thế chưa có. Vài năm nữa anh em nhá. Chưa có nhá. Mình tháo ra rồi. Tháo cạc ra lấy DDR6 ra. Rồi. Ơ, DDR5 mà chị muốn. À thế à? Đây nhá, buổi chọn ngày hôm nay của ta. Bóc luôn ra hả? Vâng, bóc luôn ra, chị mở hết ra cho em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cả màn hình đúng không? À đây, đưa cho em game. Ý, nhớ em không mấy anh chị, nhớ bạn chứ. Ai đấy? Rồi, bạn từ mấy livestream trước. Nhớ rồi. Cả bạn Nam Edit mời trà sữa, cả phòng phát triển kinh doanh nữa. Đây là 5 plus luôn. Ok, chị Phương lấy ra xong rồi cho anh em có thể nhìn trải nghiệm vẻ đẹp của chiếc mainboard Tomahawk. Đây là một trong những chiếc mainboard với mức giá khá là rẻ và một hiệu năng khá là tốt. Vì đa số những chiếc mainboard Z690 bây giờ ấy sẽ rơi vào khoảng tầm từ 9 triệu hơn tới gần 10 triệu hoặc là quá 10 triệu. Đây chính là chiếc mainboard của chúng ta. Anh có thể thấy đây, mainboard rất là nhìn trông vẫn rất là hầm hố, rất là đẹp. Đằng sau đây, wow, nó còn có những cái tem những cái kiểu hình như này này. Để lỗ đúng không? Lỗ để kiểu biết tránh là tránh nó ra ấy. Avoid collision này. Đấy. Và sẽ có tản nhiệt VRM rất là khủng này, đằng sau sẽ có những cái cổng USB rất là tuyệt vời. Tổng cộng à, xem nào. Có hai cổng USB 3.2 Gen 1 này, 3.1 Gen 1 này. Cái đây là cổng, cái đây là có phải anten Wi-Fi không? Vâng, tại vì đây là Wi-Fi mà, Z690 Wi-Fi. Mình sẽ lắp luôn à? À vâng, mình lắp luôn chứ, để tí nữa mình có mạng. Ok, để từ, thế chị lắp cho em với. Từ để chị xem còn đồ gì không? Lấy luôn không? Ace of Diamond 1C2. À cái này là cổng SATA, mình không dùng chị ạ, tí mình dùng SSD. Hỏi là, đúng rồi. Event GA Litech T400 thì sắp có anh em nhé. Thì chúng mình cũng chưa định được là ngày nào và cũng đang chờ đợi kết quả. Đây, em để vào đây đi. Lý Minh Vĩ hỏi là bảo là anh Hoàng lắp máy trong vòng 20 phút em bao trà sữa anh Đạt để trà đến phòng. À đâu. Sao lại bao mỗi anh Đạt thế, em bao cả phòng chứ. Vũ Đoàn Ánh hỏi là có con S360 đời thời nào vậy? Thì đây là một chiếc tản nhiệt nước mới nhất của MSI anh em nhé. Và nó mới ra mắt khoảng thời gian gần đây thôi. Thế nên là đây có thể là Hacom chúng mình là người có thể gọi là người đầu tiên chạm vào nó đây. Và đầu tiên cho nó lên hình này. Wow. Đấy. Đỉnh. Ôi chị lắp trên người cái dâu với. Lắp luôn này. Đừng lắp dâu bây giờ. Đúng rồi, tí nữa. À lắp rồi, tí nữa lắp sau. Rồi bây giờ thì CPU đi. Chị có thể đâu rồi? Cái CPU 12K đâu? Nhờ chị lấy cho xem rồi. 12.700K. Đúng rồi. Ừ. Bạn Tiến Mê Game bảo là mấy anh chị ở Hà Nội hả mấy anh chị? Đúng rồi, mình đang hiện tại đang ở chi nhánh Thái Hà của Hacom nhá. Hacom Đống Đa. Và xem nào. Triệu Duy hỏi xin tên cây. Đây là chiếc Sekira 100P thì phải. Và đây là một trong những chiếc một chiếc vỏ cây đến từ mới đi. Và sẽ có đầy đủ các mặt kính các kiểu. Đây, ôi dồi ôi. Nhưng mà nó khá là nặng này, nên là tí nữa mình sẽ xử lý cho anh em nhé. Khối tiền. Rồi. Bạn Việt Hải đây, cái bộ PC này hơi bị đắt tiền đấy. Nếu mà chị Phương chọn giá trị của nó ra là 12, nếu mà chị Phương chọn 12.700K này cộng với cả chiếc một trong hai chiếc cảm hình này và chiếc 14 MSI này thì sẽ trị giá lên tới khoảng là 100 triệu cơ. Wow. Đó. Lại một con PC khủng nữa. Đây, đây chính là CPU của chúng ta. Lắp luôn này. Vâng, chị Phương lắp đi. Chị lắp à? Không, em lắp đi. Để em lắp. Rồi chị Phương trong lúc đấy trả lời comment Facebook, YouTube nha. Bạn Vinh Nguyễn. Anh Bom Lượng nhắn là em Phương chào anh cái, em chào anh Lượng ạ. Bạn Quang Trường bên Facebook bạn ấy bảo là bây giờ em muốn tậu một bộ PC tầm dưới 10 triệu để dùng làm edit với cả làm YouTube thì với cả chơi game nữa, chắc là hơi khó nhỉ. 10 triệu dưới 10 triệu bây giờ khó để có thể lắm. Đấy là chưa kể màn hình đúng không? Đúng rồi, còn chưa kể màn hình. Chưa kể màn hình đấy. 10 triệu bây giờ chắc được mua là i3 10105F à? Xong rồi một chiếc mainboard MSI nữa vào là quá hợp lý. Chị lắp ra thôi. À đây, vâng. Chị lắp vào nhầm. Chị lắp vào hai thanh này nhá, thanh 2 và 4. Vâng. Nói chung là 10 triệu bây giờ khó lắm. Lạm phát lắm rồi bạn ơi, chúng ta phải tăng giá thôi. Bạn Lion GTV hỏi là Ryzen 5 5600G với cả i5 11600 thì em nên lấy con nào để chiến game? i5 11600 chắc chắn sẽ chiến thắng trong việc chơi game anh em nhé. Tại vì i5 11600 sẽ có hiệu năng đơn nhân cao hơn tương đối so với cả Ryzen 5 5600G. Nếu mà để so sánh ấy, thì 5600X mới là kẻ gọi là chiến đấu. Được rồi, ui, chị đã thành công rồi. Lắp đến lần thứ 3 rồi đấy. Lý Minh Vĩ hỏi là nên xài 3080 Ti hay là 3080 ạ? Thì 3080 Ti sẽ khỏe hơn 3080 khoảng tầm 10% về hiệu năng. Nhiều khi còn ít hơn nếu mà chơi với một sự tự game yêu cầu nhiều vào CPU. Thế nên là anh em hãy lựa chọn, nếu mà có tiền thì cứ mua. Nếu mà có tiền thì cứ mua con khỏe hơn thôi, còn không thì hãy mua con 3080. Các bạn đã chọn được cả màn hình chưa? À rồi, không, từ từ. Mình còn chưa lắp SSD, mình còn chưa lắp gì cơ mà. Đúng rồi. Em tưởng là có hai cái này cần phải chọn thôi. Đây, chúng ta sẽ có, đây là SSD MSI Spatium M480. Đây là một chiếc SSD 2TB này, NVMe PCIe 4.0 chị nhá. Và rất là phù hợp với chiếc mainboard này. 4.0 chị, 4.0 anh ạ. Con cao nhất bây giờ đang là 5.0 à? Thế hệ cao. Không, bây giờ chưa có SSD 5.0 chị. Có khe thôi. Có khe thôi, SSD. À, có khe 5.0 rồi nhưng mà chưa có SSD 5.0. À, đây rồi. Ui, mình đang mong chờ bạn này đây. Bạn Trương Chí Đạt bảo là đọc 5 điều Bác Hồ dạy đi anh. Nào, 5 điều Bác Hồ dạy nhá. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, yêu Bác Hồ. Thật đấy, em không nhớ 5 điều bác Hồ dạy à? Em phải chỉ để cho các bạn có thể đọc được. Em quên rồi, em đã quên mất 5 điều bác Hồ dạy rồi. Để vào đây đúng không Hoàng? Vâng, đúng ạ, chị mở cho em với. Bạn Triệu Duy hỏi là anh dùng nguồn nào để cân nguyên cấu hình đó? Thì đây, mình sẽ sử dụng chiếc nguồn MAG đến từ MSI, đây là A850GF. Cái chiếc nguồn này sẽ cân được, đây là 850W anh em nhá. Và sẽ có tiêu chuẩn gì đây, 80 plus vàng, gold. Sẽ cân được là CPU i7 12700K và chắc chắn là sẽ được 3070 Ti, nhiều khi có lên cả 3080 và i9 nữa. Nhưng mà cái này có keo tản nhiệt chứ. Có keo tản nhiệt trước rồi thì chị cứ lắp SSD vào thôi. Bạn Trần Nguyễn Dianen hỏi là RTX 3060 Ti và 6600 RTX 6600 chứ. Thì RTX 3060 Ti sẽ có hiệu năng chơi hiệu năng tản nhiệt, hiệu năng chơi game và hiệu năng về hiệu năng chơi game và hiệu năng làm việc tốt hơn là RTX 6600 anh em nhá. Xong cứ thế giá nó có cái bóc này ra. Bóc ra nha, hỏi nhá. À vâng, bóc ra. Bạn Lê Khánh bên Facebook bạn bảo là hai anh chị mang khẩu trang vào đi. Ui, chúng mình mà chị bóc phải là ốc chứ. Ở trong main board. Ở trong main board sẽ có ốc đấy, chị lấy ốc ra. À không. À không, cái này không cần phải ốc, cái này chỉ cần vặn thôi. Sao không vặn được? Sao không vặn được? Cho các bạn xem phần vặn cái Hoàng hướng dẫn. Đây, từ từ, đây nhá, cái này. Sau khi đã cắm vào khe rồi thì chúng ta sẽ. Đây, để mình cho các bạn xem nhá. Lắp sang bên này hả? Bình thường nếu mà anh em mà lắp SSD M2 thì bình thường ấy thì sẽ là bắt buộc phải có một cái ốc đúng không? Nhưng mà cái này nó sẽ là một cái xoáy, đấy, thế là nó sẵn luôn, rồi, cực kỳ hợp lý. Đây. Đấy nhá, nếu mà như thế này đúng không? Mình đắn xuống này, xong mình sẽ xoáy cái lẫy này vào. Trời ơi, giữ luôn được cái SSD. Bây giờ mình sẽ lắp ốc lại thôi. 3070 với 3060 Ti nhiều hơn không? Bạn Tuấn Hoàng hỏi thế thì mình có thể trả lời là nó sẽ khoảng tầm, rơi vào khoảng tầm 10%. À không, không phải 10% đâu, hình như là trên đấy, khoảng tầm 15% cơ. Thì nếu mà anh em, nhưng mà cái mức giá trên này của nó không quá là cao nhá. Tại vì 3060 Ti khi bây giờ khoảng tầm 20 triệu này, 3070 thì khoảng tầm 25 gì đấy, 25, 24 nếu mà anh em muốn tìm. Thế nên là hãy mua 3070 đi. Ok. Tinh Mercedes hỏi là DDR5 burst của kit này là bao nhiêu? Cái kit Fury này thì là DDR5 5200, burst là 5200 anh em nhá. Chắc quá nhá. Nhưng mà cái... chắc rồi. Bạn Tuấn Hoàng bảo là chị Phúc lắp ốc cẩn thận chị ơi. Vâng. Các bạn có thấy mình lắp rất là chậm rãi, rất là từ tốn, rất là nhẹ nhàng không? Mình sợ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đến... Tiếp theo, xong rồi. Thì bây giờ đến lượt là... Bây giờ mình lắp vào trong vỏ cây thôi, tại vì là hết mọi thứ để lắp rồi. Thì nữa mình sẽ dùng tản nhiệt AEO cơ. One in one hả? Vâng. Bạn Yami hỏi là cho em hỏi nếu mà nâng cấp RAM cùng mọi thứ nhưng mà chỉ khác mỗi cache latency, hiệu năng có bị ảnh hưởng hay lỗi lớn gì không? Thì cache latency hiện tại thì mình thấy là nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều, chỉ có vài phần trăm thôi. Nhưng mà vẫn khuyên rằng nên lựa chọn các cache latency thấp nhất. Tản sẵn này. Tản sẵn á? Thế á? Đây, đúng không? À không, đấy là nó có quạt sẵn đó chị ạ. À, quạt sẵn à? Đây mọi người ngắm cái cây nhá. Hưng cho bạn này, các bạn đi một vòng đi cho các bạn ngắm cái cây trước khi mình tháo nó ra. Ok, bạn Trường Chiến Hạt lại hỏi là em đang xài 11900K với cả mới đi 3060 Ti thì đang xài nguồn là 650W bronze thì cần up lên không? Và nếu mà up thì lên gold hay plat? Thì mình nghĩ rằng lên gold cũng là đủ rồi và nên là khoảng tầm 750 hoặc là 850 nếu mà anh em có đủ tiền. Chưa biết tháo kính con này. À chị không biết tháo kính con này, chị tháo con bên này trước. Vâng, chị tháo trên trước đi. Cái này là tháo ra xong rồi kéo lên chị ạ. Vâng. Không, các bạn vẫn thích khen Đạt. Mọi người ạ, anh Đạt dạo này nghỉ hưu rồi nha. Đạt sẽ rất ít lên livestream với các bạn. Bạn Nguyễn Nam hỏi là xài i7 10700 nên mua main B xịn hay là mua main Z giá rẻ? Thì mình khuyên rằng em nên mua B xịn nhá. Tại vì main Z nó sẽ không, nó sẽ vẫn có những cái gọi là đặc điểm riêng. Tại sao chị tháo bên kính này đi? Bên này chị đẩy lên hả? Vâng, đẩy lên chứ, không phải là giật ra. Đây là một trong những chiếc vỏ cây khá là hay ho đến từ MSI. Đây để em kiểm điểm. Ok. Chị bây giờ chị sẽ đổ cái vỏ cây xuống và lắp main vào nhá. Đây nữa. Chị để. Cái nhân đặt nằm ra đi. Nằm bên này đúng không? Wow. Lắp main vào đây. Lắp main vào đây à? Lắp đâu để em xem nào. Đây được không ạ? À không, cái này thì đủ chỗ đấy. Theo như mình thấy thì ở đây có vẻ như là còn cái ngàm à? À đúng rồi, thế thì mình phải lắp ngàm trước chị ạ. Tại vì là đây là tản EO mà. Chỉ cứ để nằm ngàm nằm thế đi. Bây giờ mình sẽ unbox quả tản EO mới nhất. Trông đỉnh đấy. Đây là một trong những tản EO có màn hình của sự mọi người ạ. Trả lời trong mét nữa ạ. Đây mình vẫn đang đọc trên Facebook đấy ạ. Bạn Trần Minh Quân bảo là cấu hình lắp xong mà mai kinh doanh, chắc là kinh doanh bán lẻ đúng không? Được mời riêng Phương phát triển kinh doanh trà sữa. Thôi sao lại mời riêng, mời cả team chứ ạ? Mời cả team đi ạ. Cái chân này Trần Minh Quân có không biết là nhân viên bên mình nhà anh? Chắc là đội kinh doanh bán lẻ ạ. Vỏ cây này cho mình hỏi vỏ Sekira 100. Bây giờ mình sẽ lắp thử nhá, tại vì mình chưa biết là nó sẽ như thế nào. Chà chà. Anh Đạt đã quay trở lại vị trí. Em nghĩ rằng là nó không quá cấn đâu, tại vì là con này có cấn nhá, nó sẽ cấn á. Tại vì bên con Đạt này là 27, khoảng nữa là lên đây, nên là lắp trước rồi. Vâng, bắt buộc phải lắp trước rồi. À không, lắp vào cấn. Đang cấn không em, nó đang bảo RAM mà anh. À RAM cơ. RAM thì em nghĩ là không khó. Ok. Chị đừng nhắc vậy chứ. Tiến mê game chuột. Nếu như chị ở Hà Nội thì em không bao giờ sửa được vì em ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, chúng ta có thể đặt order qua app mà. Đúng. Nhiều app lắm. Lâu lắm rồi bọn mình cũng không đi mua trực tiếp. Từ từ, bây giờ nhá. Bây giờ sẽ làm sao? Không, bây giờ sẽ làm gì? Lắp ngàm trước đúng không? Lắp ngàm, rồi lắp ốc vào. Đây. Để xem chị có nhớ cái lắp ngàm không nhá. Con bên này cũng có hai cái ốc để lắp ngàm à? Hay nó như thế không? Cái này là cho cái khác chị ạ. Nó ở bên dưới đúng không? Đây mình vẫn đang xem Facebook ạ. Hết rồi, chưa có bạn nào con mình thêm. Inbox á? Inbox ở đâu? À YouTube. Bạn Thế Tài bạn bảo là tôi có ý định lên CPU AMD đời 5 nhưng mà hiện giờ đang sử dụng con main B450M thì có nên thay không? Nếu thay thì nên chọn con main nào support được CPU AMD đời 5? Cái gì vậy? AMD mà. CPU mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà anh em nâng cấp lên CPU ấy thì anh em nên nâng lên là 12.600K, 12.600K nếu mà muốn một hiệu CPU có hiệu năng chơi game ổn. Đó. Còn nếu mà anh em vẫn giữ thì mình nghĩ rằng cũng chắc cũng lên được. Em lắp như nào? Cái này chị chưa lắp bao giờ, chị không biết lắp. Không cần cái ngàm nữa. À cái ngàm này không cần đúng rồi. Còn cái ốc này chắc là vẫn phải cần rồi. Thế á? Vâng. Chị để cho nó đỡ cấn hay sao? Chị cho em mấy cái này đi. Cái nào? Chị cho em mấy cái này vào đây, lắp vào từng cái lỗ này. Bao giờ bạn Hòa Mạnh hỏi là bao giờ anh chị làm video lắp full Aorus mạnh nhất, PC full Aorus thì nói chung là đợi một thời gian đi. Không phải răng à? Thế bây giờ em cứ lắp thường nhá. Em không chơi hướng dẫn luôn. À. Đây hả anh? Đây. Hai đầu dài ấy. Cái bọn này rồi thì từ để em xem có sách hướng dẫn cho mày nào. Chơi game thì nên chọn i7 đời 11 hay i5 đời 12? i7 đời 11, i5 đời 12. i5 đời 12 anh em nhé. Tại vì hiệu năng đơn nhân của i5 đời 12 khỏe hơn. Đó. Còn xem nào. Phan Rồng đi, đúng rồi, Phan Rồng thực sự mình cảm thấy là khi mà mình nhận được bộ máy này mình cảm thấy rằng là wow. Cái bộ máy này cái giá trị nó khá là cao. Like rồi em biết rồi. Em cần xem hướng dẫn không? Chị cũng chưa, chị cả không biết gì. Chị không biết nên gì là em phải chủ chốt trong việc này thôi. Đây chị cứ lắp vào thôi. Không cần cái ấy nữa. Việt Hải đây bảo là lắp xong test Minecraft nhé. Ok bạn ơi, chúng mình sẽ tải Minecraft nhanh chóng và lắp test nhá. PC 60 triệu có ai đây? Chị tìm những cái đấy nhé. Ông này không phải. Màn hình LG, màn hình LG 27GN 750B còn hàng không vậy? Anh Đạt check xem cho em cái. GN 750. Còn hàng em nhá, vẫn còn hàng ở Hacom. 9179, 9.179.000. Còn xem nào. Ok. Sao mình tự trừ chính mình này. Làm xong test Minecraft Ray Tracing. À thế thì lại phải mua Minecraft ở trên Microsoft Store anh em ạ. Còn không thì hoặc là phải tải mod thì mình thấy cái việc đấy hơi mất thời gian một chút, thì mình hẹn anh em sau nhé. Không phải trên Microsoft Store anh ạ. Được, ui thế thì tuyệt vời quá. Này hôm nào có khi bọn mình hay là mình mang tay cầm đến xong rồi là test game. Test một vài tựa game nhỉ, cho nó đỉnh, cho đỉnh cao anh Đạt nhỉ. Đấy. Được không? Mọi người thấy ok không? Ok luôn. Đó, sao một cái nóc nữa đâu rồi? Bạn Lion GTV bảo là em có tài khoản Minecraft Ray Tracing này. Được bạn ơi. Nếu bạn cho mượn thì chúng mình đồng ý luôn. Đây rồi. Tí. Bạn Beta hỏi là tí anh cài Win 11 test luôn nhé. Ok luôn bạn ơi. Trong này là chúng mình đã cài sẵn Win 11 rồi, và thế hệ thứ 12 là dành cho Win 11 mà. Thế nên là tất nhiên rồi, phải Win 11 chứ. Không có công HVN mod game test GTA 5. Ai giả hơi tiếc là chúng mình lại chưa cài GTA 5 anh em ạ. Có rồi nhưng mà chưa cài. Thế mới buồn chứ. Bây giờ đến tra cái giảm nhiệt này. Tra cái giảm nhiệt tí nữa tra. Rồi. Bây giờ đến cái gì ạ? Để chị Phương cho em cái mềm vào đi. Mấy cái ốc đâu ạ? Mấy cái ốc đâu anh nhỉ? Rồi đẩy vào giữa đi. Ốc giữa này là cái gì đấy? Ốc cái ngàm á? Cái ngàm đấy, cái ngàm đấy cứ để đấy, không sao. Để chiều nào đấy em ơi. Đấy á? Cho vào giữa đi. Cái này có sẵn sẵn mình, cái này có sẵn sẵn mình. Không ai đỡ cho tôi à? Sợ thế. Thế thứ 12 xài Win 10 được không? Em thích Win 10 hay Win 11? Bạn Tiến mê game thì hiện tại thì thế hệ thứ 12 vẫn chơi được Windows 10, nhưng mà sẽ có một số trường hợp gọi là hy hữu. Ví dụ như chẳng hạn mình khi mình test Cinebench R15 ấy, nó sẽ sử dụng toàn cái EK của trên thế hệ thứ 12 thôi. Đó, dẫn tới câu chuyện là hiệu năng sẽ bị rất là yếu. Nhưng mà đấy là trường hợp duy nhất mà mình gặp với cả Cinebench R15. Còn các phần mềm khác thì nó cũng không gọi là khác quá là nhiều, chỉ gọi là tăng giảm một vài phần trăm thôi. Hoàng Mạnh hỏi là CPU Core i7 cả bên Facebook của chị nhé. Vâng, ok. CPU Core i7 7500U. Mình đã được lắp nhiều hơn rồi. Có chơi được FIFA Online 4 không? Thì chơi được anh em nhé. Nhưng mà bắt buộc phải có cạc tất nhiên rồi. Bởi vì U mà Ultra HD Graphics chắc là đời 4 à. Khó mà chơi được lắm. Không chơi được. Đài tiếng rap nhân dân. Ok, dạo này Win 11 đã tối ưu chưa anh? Thì mình trả lời là Windows 11 đã chữa được khá là nhiều lỗi so với bản beta rồi nhá. Và anh em mình nghĩ rằng là có thể cài được Windows 11 và sử dụng rồi. Tản EO MSD này khi nào bán ở Việt Nam? Thì hiện tại mình lại chưa có thông tin về cái tản này bán bao giờ, bán lúc nào. Đã có. Đúng rồi. Có anh chị nào bên MSI đang xem livestream và thông báo cho các bạn ở trong chat nhá. Đã có ước tính mức giá về cái này chưa ạ? Chưa biết được. Chưa biết luôn. Coi như là mình chưa có thông tin gì cả. Bây giờ chúng mình test hiệu năng rồi đúng không? Mình đang dựa vào giá online ở nước ngoài thôi, chứ mình chưa dựa vào giá Việt Nam. Đặng Lưu hỏi là những máy nào tải được? Thì chắc là bạn Đặng Lưu đang hỏi là Windows 11 đúng không? Thì Windows 11 những cái máy nào có TPM và có cả Secure Boot thì đều có thể tải được, và nó sẽ không, nhưng mà nó sẽ không hỗ trợ những cái ví dụ như là Ryzen đời 1 chẳng hạn, hoặc là những cái CPU Intel thế hệ cũ đó. Nhưng vẫn có những cách để vượt qua cái bức tường này nhá, nhưng mà mình không nói đâu. mình không nói. Ôi chị vẫn sắp xong mê rồi đấy. Ok, bạn Vinh Phạm hỏi là Hacom có ai chơi phím custom không bạn? Ui rồi. Trong có rồi bỏ rồi. Trong phòng mình có khá là nhiều người chơi phím, nhưng mà có những người rất là hardcore chơi custom và bây giờ người ta lại bỏ mất rồi. Custom là như nào? Custom là người ta sẽ mua bo mạch của bàn phím này, mua case bàn phím này, xong mua switch bàn phím này, xong người ta tự hàn về này, hoặc là mua cái loại hot swap của người ta đổi vào. Nếu mà xong mình cũng đang hơi hứng thú, nhưng mà hy vọng là tương lai mình sẽ có đủ tiền chơi. Ở đây còn nhiều ốc thế. Bạn Quansikuro Govos hỏi là i5 12400 bao giờ ra? Thì hiện tại thì có vẻ như là có thông tin là sang đầu năm tới là sẽ có, nhưng mà cũng chưa chắc chắn được, phải đợi cho Intel nhá anh em nhá. Long Nguyễn hỏi là RAM 4 chơi được GTA 5 không? Có thể là có, nhưng mà chắc chắn rằng là sẽ bị trường hợp như là đầy RAM này, FPS sẽ bị giảm này. Ôi, đã lắp xong rồi. Wow, được quá chị ơi. Bây giờ thì mình lắp thì cái gì? Buồn. Lúc nãy anh Đạt bảo là bị cấn đúng không? Bị cấn. Tại vì không, đây là tản nhiệt 360, tức là sẽ không lắp ở trên này, bắt buộc phải lắp ở trên này. Thế là tháo cái fan sẵn của cây ra. Tháo fan sẵn ra và lắp fan ra. Cây này bao nhiêu tiền đấy hả? Giật cái trước. Để giật cái đằng trước nhé. Để lùi về cho em rồi nhé. Rồi, rồi, cái này ra có vẻ khá là dễ dàng. Cái tấm này cứng cáp thực sự. Rồi, ok, chị thích, Phương thích con cây 100R hơn. Thích cầm 100R hơn à? Thì chúng mình bây giờ lại đang có mỗi 100p thôi, hơi buồn. Đấy, chị Tháo nhé. Ok, Nguyễn Thị Vân Thái hỏi là H510 hay là B460 để chạy i3 10.000. Thì mình nghĩ rằng là anh em không được quan trọng. Tại vì anh em đang yêu cầu cái gì nhá. Thứ nhất là H510 thì sẽ là nó sẽ mới hơn thôi. Còn B460 thì sẽ có ví dụ như là nhiều cổng USB hơn chẳng hạn này. Nên là anh em lựa chọn tùy vào cái nhu cầu của mình. Và đồng thời còn một thứ nữa đó chính là mức giá nữa. Là anh em sẽ lựa chọn dựa vào mức giá và cái nhu cầu của mình. Ông phải chặt kinh khủng. Bạn khách chế độ hỏi là Intel HD 2000 chơi được game gì? Thì chắc là chơi được Pikachu nếu mà anh em muốn. Còn những cái tựa game mà AAA hoặc là kể cả những liên minh huyền thoại cũng rất là khó để chơi. Xem nào, ok, tiếp tục nào. VGA 400 đô sắp ra nó có ngon không anh? Thì mình xin trả lời bạn Trần An là mình chưa thể biết được, mình phải đợi những cái hàng sample để về để thực sự gọi là benchmark nó đã. Nhưng mà mình nghĩ rằng đấy sẽ là một trong những chiếc cam màn hình mà khó những miner, những nông dân đào có thể lấy được, tại vì đó là những chiếc cam 4GB mà. Thế nên là anh em không nên quá lo lắng về việc thiếu hàng. Na hỏi là có chuột giá rẻ nào chơi tốt CSGO không nhỉ? Thì mình sẽ tư vấn chiếc Cooler Master M711 nhá, hoặc là chiếc có một chiếc chuột N603 nặng lắm. Không, em không recommend cả anh ấy. em cầm rồi, em không recommend rồi đâu. Và có một chiếc nữa đến từ Hydra nhưng mình không nhớ là mẫu nào, nó khoảng tầm 600.000. Thì cái mẫu đấy nó khá là nhẹ và nó sẽ có một mắt đọc trung cấp nhưng mà rất là ok nhá. Minh Bảo Lê hỏi là anh ơi, chip Pentium N5000 có dùng được cho nó này không? Dùng được, tất nhiên là dùng được, nhưng mà dùng cho mục đích gì, dùng cho mục đích nào. Nếu mà anh em chỉ gọi là lướt web này, xem phim này, hoặc là làm Word này thì chắc chắn là dùng được. Nhưng mà để chơi game kết hợp với cả những chiếc cam màn hình cao cấp thì chắc chắn là sẽ không được nhá. Minecraft, ui thôi, TL Launcher là Minecraft crack đấy, mình không được cài đâu. Sợ lắm. Sợ. Từ từ. Ok, để bao nhiêu tiền đấy hả? Cái này hiện tại đang là 100 triệu chị ạ. À không, cái vỏ cây này thì cái vỏ cây em đã không rõ ràng lắm. Anh đã check cho em Sekira 100p với. Trông khá là xịn đấy. Xong vâng, rồi cái chột phần DJ này nó còn kiểu nó có những grommet vâng, nó để cho đẹp hơn. 3 triệu, cái vỏ cây này chỉ có 3 triệu thôi nếu mà anh em muốn mua. Chỉ có. Wow. làm như giá rất là rẻ. Theo như mình thấy ở đây thì có vẻ như là 240 cũng không cấn Dominator đâu. 240 tản 240 có vẻ không cấn Dominator đâu. Khá là to nhỉ. À không, RAT 240 mà. Thì cái RAT không anh nhìn tổng là 2. À ừ nhưng mà với cả tảng là 52 mili. Không, từ từ. Đó ừ, đây, có vẻ như là sẽ bị cấn, không cấn RAM nhưng mà lại cấn VRM. Đấy. Thế nên là thôi anh em mình nghĩ là chỉ lắp quạt được thôi, vẻ như chỉ lắp quạt ở trên này. 2 quạt 240 hoặc là 2 quạt thế cái lắp cái gì bên này? À đó. Lắp đây, lắp RAT đây, bây giờ mình lắp RAT. Okay. Đào coi dùng coi nào. Mình chịu nhá, mình không biết gì về đào coi đâu. Quyền Net với Facebook bạn hỏi là mình đang dùng i9 10.900K có nên đổi lên 12.900K để chơi game không bạn? Nếu bạn có tiền thì bạn đổi thôi, rõ ràng con 12.900K bây giờ đang là mạnh nhất rồi còn gì nữa. Vâng. Nếu bạn muốn chiến tất cả các tựa game một cách mượt mà và nếu bạn muốn livestream nữa. Được comment nào. Chiều này à? Để bên ngoài. Bỏ tivi hỏi là case nào cây này không lên màn là pass 200k. Ui 200k lại vui quá, các bạn lại sướng quá. Để ngoài chứ. Nghiên cứu Hoàng ơi, nghiên cứu. Dạ. Cái gì ạ? Lắp như nào? Cho vào đây hả? Ui rồi khó thế. Hơi khó nhỉ. Đấy. Vừa khít luôn. Đấy, xong rồi quạt sang bên kia nhá. Không, thế này không cần tháo nữa. Thế này là vừa rồi. Bây giờ lắp vào luôn. Lắp quạt đã chưa đúng không? Quạt đâu rồi hả? Đây, quạt đây. Hoặc là không lắp quạt bình thường cũng được. Không này đây, lắp quạt rất chiến của máy đi đây. Rồi. Cây thì kèm 3 quạt luôn đúng không? Vâng, đúng rồi, kèm sẵn 3 quạt. Chất rồi. Đúng rồi, lắp 2 quạt lên trên đi, tí lắp 2 quạt lên trên. Đây, chị vừa lắp 2 quạt vào nhá. Mấy quả này trông có vẻ xịn hơn. Lắp đằng trước này. Bây giờ chị, đây nhá, đầu tiên này chị ưu tiên cho mấy cái dây này sang bên hướng này, ok chưa? Đấy. Hướng này là như này hả? Là như này. Có không? Tức là đây chị úp này xuống để quạt thổi gió từ đằng trước vào. Đấy. Okay. Xong rồi cái dây này sang bên hướng này để em có thể đi dây được. Đúng không? Rồi, đấy. Bây giờ phải lắp 3 cái à? Lắp 3 cái đúng rồi. Chị cố gắng lên nhá. Hỗ trợ à? Ốc dài à? Hỗ trợ chứ. Ốc dài thì là dài. Đây, chị có thấy những cái ốc dài này không? Em lấy đi chị sẽ thấy. Với cả em phải giữ chị chứ, với cả cái này là bơm đúng không? Vâng, cái đấy là bơm. Nó cứ rơi lủng lẳng. Bây giờ quan trọng gì cho chị? Có chứ. Đây, đây em đang giữ ở bên này rồi. Đấy chị tự... ok, em giữ đi để chị bạn nhá. Chị vấn đề là chị đã đúng chưa chứ? Chị phải vào đoạn vào rát đấy nhá. Đầu tiên này. Đầu tiên sang đây rồi, em uống vào rát đi. Rồi. Có đúng cái lúng lỗ chứ đấy. Đúng rồi. Ok. Rát ở đâu? Rát ở đấy á. Từ nhá. Điện nhìn chắc nhìn rác không, không đây, đây ở dưới này đấy. Vậy rồi hả? Rồi chị xóa vào đây nhanh lên, có cái này nó bên nào bên này không đúng nhưng phải lùi lại bên trên đúng rồi mà Hoàng đúng không? Bên này em đã không nhìn thấy bên kia như nào đây, xoay lại một lùi vào trong, lùi vào trong đây. Thấy chưa chị, thế là chị đúng rồi còn gì nữa rồi. Em nhầm tại vì em không được nhìn hết nên là... Rồi, đây đúng không? Ok. Lắp vào đây đúng không? Rồi, đúng rồi, em để thế đi. Đấy, nó giữ rồi nhá. Em giữ cái bên trong trước đi. Thì mình trả lời thế nào? Bàn 11, bạn Hoàng Mạnh hỏi là bàn 11.000, à đâu, 119cm có để được màn 49 inch không? Đúng rồi đấy anh em ơi. Nếu mà anh em mua bàn như thế nhá, thì nên chỉ để một chiếc màn 34 inch và một cái cây nhỏ nhỏ thôi. Hoặc nếu không thì hy sinh bỏ cây xuống đất chắc được anh nhỉ? Bỏ cây ra đất thôi. À, lùi đây cho chị nhìn vậy. À. Bạn Lion GTV bảo là anh ơi red fanpage vậy ạ. Chúng mình lại không quản lý fanpage rồi. Ra bị lệch rồi Hoàng ơi. Dạ. Bên trên một tí. À nó chỉ là ấy thôi. Bạn Triệu Duy hỏi là Hydra M660 Live FPS nó cũng vậy. Anh với cả bữa này có xét kèo đập búa. Hôm nay thì chúng mình lại không có cái gì so sánh nên là chúng mình không xét kèo đập búa nhá. Còn chiếc chuột đấy thì mình đánh giá là cũng tạm được, nhưng mà nếu mà anh em chơi quá là khủng thì sẽ thỉnh thoảng khi mà di tay quá là nhiều thì sẽ không thể theo kịp được. Ok, Hoàng có thể bỏ tay đấy. Rồi, ok ạ. Tiếp nào. Thì nó bắt nốt đúng không? Main, bạn Thị Vân Thái hỏi là con main Gigabyte với cả Euro gì đấy, chipset là sao vậy? Bạn đang hỏi gì vậy? Đó, chipset cùng chipset đấy à? Ok anh em ơi, chiếc H410 đấy là chipset H510 nhá. Hiếu Lê hỏi là chuột G102 chơi game có ngon không? Rất là ngon, nhưng mà về lâu dài thì không biết được, tại vì chuột Logitech luôn gặp một cái trường hợp là bị double click. Đấy. Chặt quá. Không. Giờ hơi vênh. Còn nó double click nhưng mà em thấy con chuột G102 là hay gì mà. Ăn ở. Rồi chị Phương có cần trợ giúp gì không? Ok, chị Phương không cần là bên bạn Quyền Net hỏi là bên mình loa Logitech Z607 còn hàng không? Hết hàng rồi bạn Quyền Net nhá, hơi tiếc một chút. Quasikuro Volvo thì hỏi là bên một cái quạt đó. Một quạt ở đây. Đây, em đưa hết cho chị mà. Thế chỉ có 2 cái. Một cái đâu? À đây, từ để em nhầm. Em nhầm. Mọi người lấy búa. Đấy, bây giờ Hoàng đang rất là mải trả lời comment, bây giờ em sẽ lắp chính. Ôi. Tạm biệt anh. Xem nào. Bằng Volvo vừa hỏi là B460 có dùng được cho i3 10.000 không? Câu trả lời là có anh em nhé. Còn Bảo PUBG hỏi là RX 5700. RX 570 nên nâng cấp lên gì? Thì RX 570 mình khuyên là không nên nâng cấp, tại vì bây giờ hiện tại nó vẫn sử dụng rất khá là tốt. Và nếu mà nâng cấp lên thì sẽ tốn rất là nhiều tiền. Trừ khi anh em đấy là phiên bản 8GB thì mình khuyên là anh em nên bán đi và mua một chiếc cả khác. Như này á? À như này á? Khổ. Anh bạn Cương Nguyễn Văn hỏi là anh ơi chơi CS Free Fire với chip G3240 với cả onboard có chơi được không? Câu trả lời là FPS rất là thấp, sẽ khoảng tầm 30 tới 40 fps nếu mà anh em chơi. Nói chung là tương đối là thấp đấy, nên là mình khuyên là em không nên mua. Và có mới mua ấy, thì hãy mua một con card chống cháy gì đấy khoảng 730 hoặc là 740, 750 gì đấy. Có bạn nghề rồi, bây giờ xong rồi. Vài bữa mới là chuyên gia máy tính luôn. Vào rồi. Coin giảm, VGA bao giờ giảm vậy anh? Bạn Trần An. Mình cũng không biết được nữa, tại vì nhá, bây giờ coin hiện tại nó đang gọi là theo kiểu là nó cứ giảm thôi, xong rồi nó lại tăng ngược lại trở lại. Đấy, cho nên là mà kể cả đào ấy, đào không đào bây giờ thì người ta vẫn có thể đào các loại con khác, không thể đào ETH thì người ta vẫn đào được con khác được. Cho nên là mình khó mà nghĩ rằng càng có thể giảm. Không biết. Cho em play đi. Bỏ tivi cho em play đi, em ban spam cho. À lại thế. Trời ơi. AOV hỏi là anh ơi, Z590 có dùng được cho 11400 không? Em đang dùng cạc là 1650. Thì mình nghĩ rằng anh em nên mua cạc B560 rồi đầu tư cho mình một chiếc cạc cao hơn đi. Tại vì chiếc Z với cả i5-11400 cũng có thể vẫn dùng được, nhưng mà nó không cần thiết, như vậy. Chắc là nó chưa vào ta? Chưa vào. Vào một chiều ấy. Nhưng mà đang kiểu chỗ này. Mình sẽ xoay lại một tẹo thôi cái này. Có tản EO nào có socket cho 1700 của Intel thế hệ thứ 12 chưa anh? Thì hiện tại nhá, mình xin trả lời bạn nào. Bạn Motomi Nguyễn thì bây giờ chúng mình đang nhập rất là nhiều các gông của nào thì EK này và của tất cả các hãng lượng Galahad đấy, Giga các kiểu các thứ. Và nếu mà anh em muốn, nếu mà không muốn gì ấy, thì anh có thể mua tản nhiệt của mới đi đây. Tại vì ví dụ như cái gông gắn này nó sẽ được tùy chỉnh thoải mái, nên là em không phải lo về cái sự tương thích của tản nhiệt. Bạn Nicky Vũ hỏi là Wi-Fi 6 Acer AX6000 dùng có ngon không? Rất là ngon anh em nhé. Đấy là một trong những sự lựa chọn khá là tốt trong với những chiếc router Wi-Fi 6. Intel Core i3 10005G1 và có chơi được Minecraft shader ngon không? Thì câu trả lời là khó mà có thể chơi được, và mức FPS sẽ thấp. Chơi bản vanilla cũng đã khó rồi, và bây giờ cho shader thêm nữa thì ui dồi ôi, đảm bảo FPS sẽ giảm vô cùng nhiều luôn. Keke hỏi là B460 có đi được với chip non-K nào ạ? Thì B460 có thể đi với cả 10400 này, 11400 cũng được này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chơi những chiếc CPU đó là quá đủ rồi. Xem nào. Mọi người có ai hỏi gì mình không để mình trả lời với. Mọi người có thể hỏi là chị Phương Lóc có mỏi tay không? Bạn Thanh Thiên bảo là anh ơi cho em xin Facebook chị bên cạnh rồi ạ. Thì Facebook chị bên cạnh sẽ nằm ở dưới đường link mô tả anh em nhé, đầy đủ thông tin luôn. Mọi người lên YouTube của Hacom, video nào có mặt mình thì sẽ có Facebook của mình ở bên dưới nhé. Okay. Beta, rồi xong chưa? Luồn dây qua đây. Đây ạ. Từ từ nhá. Không thì chị cứ lắp đi. Tại vì em nó không biết là nó có hấp đi dây ở trong này không, có hấp quạt không. Này chắc ở đây luôn. Trời ơi, mình sắp biết lắp máy tính rồi. Thôi chúng ta mở dịch vụ con lắp máy tính. Lắp tại nhà thông phí cao hơn. Lắp tại nhà thôi, dịch dã này không lắp tại nhà đâu anh ơi. Beta. Anh thành quả lắp. Xong chưa? Rồi, thành quả chị Phương lắp rất là tuyệt vời. Và cái đây, mọi thứ tàn nhiệt tàn nhủng các kiểu đã vào đây hết rồi. Bây giờ thì sẽ tra keo thôi chị nhỉ. Về em cho nằm xuống cho chị dễ tra nhá. Ta đổ con block vào trong lên đấy. Ôi đây. À giữ block. Đây hả? Đúng rồi, giữ đi. Rồi, ok. Chị hãy lấy những cái ốc có sẵn của nó đi, cái ốc dành cho cái bộ PC đi, dành cho cái này đi. Chết rồi không? Ốc bên này. À. Kéo vào giữa hả? Ở đâu? À đây, rồi đấy. Ok. Ốc này hả? Bạn Minh Bình Lê hỏi là anh ơi anh đẹp trai quá, em yêu chị bên cạnh. Ok. Chúc bạn vui. Chị đấy, Quân Tiến hỏi chị này là chị bên cạnh có mỏi tay không ạ? Chị mỏi kinh khủng luôn đấy. Mình mỏi kinh khủng luôn đấy bạn Tiến ạ. Không biết là bạn hơn tuổi không? Quan sim modo quan sim kudo Volvo hỏi là sao nhiều thằng sim thế? Ui giời, có nữ ở đấy tất nhiên là phải có sim rồi. Rõ ràng là vậy. Sim Pro. Tản nhiệt 123 fan hay là 142 fan thì loại nào tản nhiệt tốt hơn. Vấn đề là nó còn phụ thuộc vào anh em. 120 ấy. 360 120 to hơn là 180 240. Đúng rồi, rõ ràng là vậy. Thì vấn đề là 3 con 120 sẽ là 360 và 2 con 240 chỉ là 280 thôi. Cho nên là 480. Đúng, hai con 140 mà anh, hai con 280. Đấy, thì rõ ràng là 3 con 120 là sẽ có diện tích to hơn rồi. Đến này. Nhiều dây quá Hoàng ơi. Hoàng đặt đi, chị cầm dây cho. Đây từ điểm đặt nhá. Cởi nó ra. Cởi đi. Từ từ mắc dây. Rồi, ok. Rồi đi. Đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Rồi, ok chưa? Xong, rồi, đấy. Một tay giữ đi chị bạn cho. Đại vặn, mỏi quá. Ok. Trần Lê Tường Phát, Trường Phát hỏi là anh i5 12600K main nào rẻ và tốt anh? Thì mình có khuyên rằng anh em sẽ nên mua chiếc main đây. Đây là chiếc main Tomahawk nhá. Đây là một trong chiếc main rẻ nhất và sẽ có một những mức hiệu năng tốt, vẫn đảm bảo đủ được cho chiếc i5 12600K của anh em. Và sẽ có hai phiên bản là DDR4 và DDR5 nữa, cho nên anh em hãy lựa chọn nhé. Ok. Cây đồng bộ Cương Nguyễn Văn hỏi là cây đồng bộ chơi game có được không ạ? Cây đồng bộ vẫn chơi game được, nhưng mà vấn đề là sẽ còn là anh em lựa chọn cây đồng bộ gì. Ví dụ như chúng mình đã review về cây đồng bộ 11400 này, có thêm cả 730 nữa. Thế nên là anh em có thể chơi game được những tựa game nhẹ rồi. Nhưng mà mình khuyên rằng anh em nên tự build PC riêng ngoài bằng những cái, thứ nhất là anh em có thể lên fanpage cho mình để tư vấn này. Hai là anh em có thể tự build thông qua cái phần mềm build, cái trang web build ở trên trang web của chúng mình. Đó, và mua PC lẻ thay vì mua của đồng bộ. Tại vì đồng bộ sẽ đắt hơn so với PC lẻ một chút, khoảng 2 triệu tới 3 triệu. 10% tới 20% gì đấy. Hacom Hoàng Mạnh hỏi là PC Hacom Enthusiast Water Cooling với cả PC Hacom Pro 007 cái nào khỏe hơn? Anh Đạt check cho em với. Enthusiast Water Cooling như đấy là 2070 thì phải. Còn một chiếc đó chính là Hacom Pro 007 anh ạ. Enthusiast xịn hơn anh em nhé. Anh em hãy chọn chiếc Enthusiast ở Water Cooling. Còn xem nào. Phát Lường hỏi là anh ơi, 25 triệu build cho em một CPU main đi với cả 3070 Ti và màn 2K 240. Em đang xài i7 9700K. Rất là khó để build tại vì bây giờ là những chiếc mainboard dành cho 9000, dòng 9000 đã không còn hàng mới nữa rồi. Nên là anh em bắt buộc phải mua những chiếc mainboard cũ thôi. Và cái đấy thì phải trên Facebook và trên chợ rời rồi, chứ chúng mình không bán. Ok, tiếp nào. Cho em hỏi là bạn Amtree hỏi là cho em hỏi là sao chị Phương chưa có nhiều kinh nghiệm mà lắp máy mà để cho chị Phương lắp 100 triệu có lượng sai sót thì không? Thì chúng mình đang có, mình đã có gì nhỉ? Bây giờ đằng sau đây nhá, bên cạnh là mình này, đằng sau camera vẫn còn một anh kỹ thuật nữa cơ. Đúng rồi. Để kiểm soát chị Phương nữa cơ. Đấy. Nãy giờ mọi người nghe những tiếng xì xào nhỏ nhỏ. Ví dụ anh kỹ thuật anh ấy đang hướng dẫn mình lắp, em đã lắp chặt 4 ốc rồi đấy ạ. Cây này nào. Lên như này đúng không? Được cây lên, rồi, ok. Luồn ra đằng sau. Chị Phương ra đằng sau nhá. Ra đằng sau, ra đây á hả? Chỗ này Hải Việt hỏi là mình muốn lắp màn nhỏ tầm 3.5 inch vào cây để làm hiển thị. Chỗ này á? Thì bên mình có không? Hiện tại là chưa có. Thì anh Tuấn Anh đang định nhập mấy cái... À, ok. Nếu mà anh em qua bên Thái Hà, Hacom Thái Hà và anh em ra bên hỏi bên modding ấy, chắc chắn là sẽ có những cái màn bé bé như thế nhá. Nên là anh em hãy qua đấy mà mua. Ok. Hoàng hãy đỡ dây sau này. Đỡ dây à? Đây, em đỡ cho. Ok. RTX 3070 fan nào ngon nhất ở Hacom? Thì hiện tại thì mình theo như mình biết ấy, thì 3070 ngon nhất sẽ là những chiếc của ví dụ như là Supreme này, của Meri này, hoặc là Trio cũng được, cũng rất là ok. Đó, đấy là trong những chiếc, một trong những chiếc ok nhất. Tiếp tục Hoàng ơi. Tiếp tục. Rồi, ok. Thư Vũ Thị Việt hỏi là anh ơi, tại sao em xài Chrome coi YouTube mà nó ngốn CPU và RAM thế? Đấy là vấn đề của YouTube rồi anh ạ. Vấn đề của Chrome của mình. Mình không giải quyết được. Nó vẫn ngốn nhiều thôi đúng không? Đúng rồi, nó vẫn ngốn nhiều. Nhiều tab Chrome kiểu 8GB RAM lắc. Nóng quá. Ơ, lắp cái gì nữa chứ? Hết rồi à? Xong rồi lắp cái tản nhá. Đây. Cái tản nhiệt này sẽ có một màn led và nó sẽ có một cái nắp tản đây rất là đẹp. Đấy, chị lắp vào cho em với. Lắp cái đường, cái chỗ này, chỗ ống chị, chỗ này chỗ ống. Thì AOV hỏi là AOV hỏi là anh ơi dùng Z590 và dùng 11400 dùng cạc nào? Thì mình nghĩ rằng anh em không có nhiều tiền thì bắt buộc chỉ phải có thể mua được 1650, nhưng mà nó không hề đáng tiền một chút nào cả. Và nếu mà anh em có dư dư một chút hãy mua ít nhất cho mình là 6600 nhé, RX 6600. Đấy là một trong những chiếc card hiện tại. Hoặc là đợi chiếc card mới của AMD. Đó, để lên chiếc phiên bản 4GB. Cái Facebook bạn Minh mình lên bạn bảo anh ơi, anh làm dùm chị Vương đi. Chị Vương làm nãy giờ thương chị Vương quá. Cái đây, mời chị rep tất cả những comment nhá. Bây giờ không, thôi chị làm đi, chị làm đi. Chị thích làm ấy, em ạ. Bạn Vô Tâm hỏi là cho mình hỏi chuột tầm trung nào chơi PUBG tốt ạ? Tầm trung. Chuột tầm trung á. Đấy thì mình khuyên rằng là những chiếc chuột của Logitech này, ví dụ như là không dây thì có G304 này, hoặc là đấy G102 nếu mà anh không sợ vấn đề gì cả, hoặc là nếu mà anh em chọn những hãng như Cooler Master thì có M711. Tầm giá khoảng bao nhiêu? Tầm giá khoảng bao nhiêu thì em nghĩ tầm trung là dưới 1 triệu. Tất cả những chiếc chuột của em đều là dưới 1 triệu hết. Ok. Rồi bây giờ chúng ta lắp cái gì ạ anh Hoàng? Nào lắp dây vào đi chị. Đây để em lắp cho. À, lắp dây vào cây. Bây giờ chị cứ trả lời đi. Chị trả lời để em lắp những cái này vào. CPU fan này. Bạn Nguyễn Ngọc à? PC 50 triệu có Intel thế hệ thứ 12 và cạc ổn không anh? 50 triệu Intel thế hệ thứ 12 và cạc thì 50 triệu chắc là anh em sẽ build 12600K là còn 40 triệu rồi. Mainboard cộng RAM là còn 30 triệu rồi. Thế là tức là còn 30 triệu để mua cạc và tất cả mọi thứ còn lại. Rất là khó để suy nghĩ anh em nhá. Mình nghĩ rằng nếu mà chiếc mainboard tốt nhất chiếc CPU tốt nhất bây giờ ấy mà có thể mua là 11, đúng rồi, 11400. Đấy là một trong những CPU mà em rất là khuyên mọi người mua. À, ui, tiện thế nhở? Lúc nãy em bảo là cái không có hấp fan đúng không? Nhưng mà trên cái tản nhiệt nước này nó sẽ có luôn hấp fan. Nó lại đỉnh chứ. Đây mình gắn những cái hấp fan vào. Gì đấy nhỉ? Ây giật già. Bạn Trần An bảo lên Hacom nếu muốn lắp thì có được lắp cùng nhân viên không? Nếu mà bạn biết, nếu mà bạn mua máy đúng không? Bạn build PC và bạn muốn lắp thì lắp tại Hacom thì chúng mình vẫn hỗ trợ mà, đúng không? Vâng, chúng mình hỗ trợ luôn. Bạn Tiến Mê Game bảo cho chị Phương lắp mà hư một cái là đền ốm. Đúng rồi. Để một cái ôm á. À đúng rồi, 3070 không ôm. Sorry bạn, để một cái ôm. Mình nhận nhá. Bạn Jackie Yu hỏi là bên Hacom có bán màn Zo gì đấy? Zowie à? Zowie 114 hạt không? Có bạn nhá. Chúng mình còn bán 240 cơ mà. Bạn cứ lên trang web của Hacom để tìm nhá. Có đó. Ui, quân Kudo Hà Nội Computer có lắp ở nhà tù không ạ? Wow. Mới thế nhở? Câu hỏi này mới thế nhở? Đi cùng thử đi. Bây giờ đi tù là trend đấy bạn ơi. Hình như hồi trước có bọn anh khách ở chỗ mình mua đồ đúng không? Xong rồi hẹn mấy năm sau mới lấy đúng không? Ai lại thế chị ơi? Bạn Hiến Khoa Huỳnh hỏi là PC 60 triệu thế hệ thứ 12 và cạc đi anh. 60 triệu thì đã đủ chưa? 60 triệu cũng đủ rồi, vấn đề là cạc gì và CPU gì chứ. Thử rồi, tính nhầm đi em. Làm toán làm sai thì làm buzzer. Em bảo 50 triệu là còn 30 triệu cho cạc. Còn 30 triệu thì là 40 triệu. Đấy. 40 triệu đã đủ mua cạc và các linh kiện khác. 40 triệu đủ rồi. Không, tức là trừ main chip rồi, trừ CPU rồi, trừ main chip, trừ RAM rồi. 40 triệu là turbo, 40 triệu là turbo. 30 triệu thì hơi khó một chút, tại vì nó sẽ không được một chiếc cạc cân xứng với cả 12600K. Bạn Thư Vũ Thị Việt, bạn ấy bảo là em có 1 tỷ nên mua PC nào để chơi Roblox, đúng rồi. Anh em nên xem cái TikTok mà mình tiêu 1 tỷ ở bên Hacom mình nhá. Có cái TikTok rồi đấy, PC 1 tỷ nhá. Đó, mọi người lên YouTube để xem, lên YouTube của Hacom để xem nhá. Top top nha. Chị Phương comment bao nhiêu thế ạ? Của bạn East Perry. Ui dồi, nhiều bạn dùng nick tên tiếng Anh rất khó đọc quá. Mình comment 58 ạ. 1m6. Làm tròn 1m6. Bạn Tiến Mê Game cho em một bộ PC 100 củ đi ạ, kiếp sau em mua. Đấy, 100 củ đấy. Đây bộ MSI của chúng ta ngày mà đây không phải là PC nhá, đây là setup nhá, tức là bao gồm cả màn hình, cả chuột, cả tất cả mọi thứ luôn. Đấy. Là đến từ hết từ mới đi. Đó mọi người. Đấy nhá, bạn Tiến Mê Game bạn có thể tham khảo luôn bộ cấu hình này. lắp PC làm video với game tầm 10-15 triệu được không ạ? Khó quá anh em ơi. Tầm này CPU lên giá quá rồi, cả màn hình cũng khó, mà muốn chơi game và làm đồ làm đúng video rồi, tầm thì phải triệu. Có cạc rồi. Chắc chắn rồi. À bên Facebook. Rồi, em đã đi hết dây rồi đấy. Chị Phương muốn lắp tiếp không? Thôi, bạn Hải Việt hỏi là chuột chắc là Razer Mamba. Mamba so với G902 thì con nào ổn hơn? 902 nghe lạ tên nhỉ? 903 chứ. 903 thì không dây, con đấy ngon hơn đấy. Nhưng mà nếu mà xét chung chung thì con đấy có vẻ ngon hơn. Chiếc Logitech có vẻ ngon hơn. Ok. Là hiển nhiên à? Là hiển nhiên à? Không thể sai được. Ồ. Lag à? Bị lag kìa mọi người. Mọi người đã thấy ổn chưa ạ? Ổn chưa ạ? Mọi người đã thấy ổn chưa? Mọi người đã nghe thấy Phương với Hoàng nói gì chưa? Alo alo. Bonjour, xin chào. Rồi, tiếp theo là lắp nguồn chị Phương ơi. Sao ở dưới mô tả không có link Facebook của chị Phương? Ở dưới mô tả của các video khác ấy, các bạn có thể vào đấy nhá. Bà fan á? À đây còn 3 fan của con này nữa, có dùng đến không? À, tôi lắp lên trên nhá. Hai cái trên một cái sau. À, không cần rát à? Hai cái trên một cái sau. Hai cái trên đây, lắp vào đây. Không cần rát luôn. Không cần rát. Cái này là lắp để gọi là tạo luồng khí thôi, tạo luồng khí thôi. Bên này hay bên này? Không. Úp này xuống, đây bên này. À ok. Em phải giữ đi. Không, dùng mấy cái đây này, ốc này chị thấy không? Ốc của nó đúng không? Trong lúc đấy thì em sẽ rep comment tiếp nhá. Em lại tiếp tục rep comment đi. Quasi Kudo hỏi là RTX 3070 3 fan nào tốt nhất? Thì mình đã trả lời rồi nha. Chiếc mới đi không đây, đầu này. Chiếc mới đi Supreme này hoặc là mới đi Gaming X Trio nhá. Nếu mà anh em muốn chọn. Bạn nếu video của mình có ích giúp mình một đăng ký. Bạn nam đẹp trai quá, cho mình thơm bạn nữ một miếng nào. Ok. Yêu cầu Hoàng ngừng đọc những comment như vậy để cho chúng tôi bớt tưởng mơ. Bạn Ngô Tuấn hỏi là anh ơi 11.400 có mạnh hơn combo i3 1100F i3 1100F với cả GTX 1030 không ạ? Thì 1030 sẽ khỏe hơn càng onboard của 11.400F. Nhưng 11.400 nhầm, 11.400. Nhưng mà hiệu năng của CPU i3 10.000 lại yếu hơn 11.400F, 11.400. Thế nên là mình nghĩ rằng em nên chọn 11.400 và mua một chiếc card chống cháy. Đó. Lát mở. Bạn Tiến Minh Game bảo là lát mở không nên em cười từ sáng. Được nhá. Chị Vương, chị Vương đừng khiến cho các bạn cười nhé. Chắc là lên thôi các bạn. Mình lắp dưới sự hướng dẫn của anh kỹ thuật mà. Mình có tự lắp đâu. Đúng. Thật Hoàng còn lắp không lên nữa là chị đúng không? Đúng. Đúng. Chị lại không sao cái này chặt thế. Những chiếc cạc AMD, bạn AOV hỏi là những chiếc cạc AMD có xử lý công việc tốt không và bạn pha báo tốt không? Và ở Hacom Hồ Chí Minh thì còn cạc AMD không? Thì anh em hãy lên trên website và search những chiếc cạc AMD. Thì mình khuyên là anh em nên mua là RX 6600 và hoặc là RX 6600 XT nếu có. Anh em hãy check là xem là cơ sở ở Hồ Chí Minh còn không nhá. Còn nếu mà xử lý về công việc và pha báo tốt không? Nếu mà so sánh với cả 3060 cùng với tầng cấp của nó thì mình sẽ không đánh giá cao bằng. Nhưng nếu mà để chơi game thì rất là ok nhé. Hiệu năng sẽ cao hơn một chút. Xem nào. Giữa anh Đạt Lê hỏi là giữa PC trăm củ và chị Phương thì anh chọn cái nào? Tất nhiên là mình sẽ chọn PC trăm củ. Đúng rồi, bởi vì Hoàng có người yêu rồi mà. À, em ơi. Dại gì mà không chọn. Đó. Cái này để dây bên này đúng không? Dây của cái fan này. Xong. Thế cái này sẽ để chiều nào? Cứ cho hết dây về để phía đằng sau. Đúng rồi, đấy, đúng. Thế là đúng rồi. Ok. Tiểu Thiên bảo là test game Call of Duty Warzone đi. Thì mình xin lỗi nhá, Warzone nó hơi nặng một chút và chúng mình chưa cài vào trong này. Đó. Ai đút vào? À vâng, đấy. Cái bảo ở phía em. Gần về đây. Với xa lắm không với đi. Nút hộ nhé. Ok chị vừa chưa? Vừa rồi. Chết rồi, không em sao, đẩy sao? Lên đã. Đúng rồi. Như thế cũng được hả? Được rồi. Đó. Đấy chị lo lắng mấy cái báo lại nhá. Ok. Motomi Nguyễn bảo là phát một sự thật là 90% vào chi ngắm chị Phương. 9,9% còn lại 9,95% còn lại tìm hiểu, còn 0,01% nghe giọng Mr. Hoàng. Hình như là đúng rồi, bạn làm toán đúng rồi, mình xin lỗi. Mình làm bot giờ, mình xin lỗi. Nhân Đào hỏi bảo là động lực vào xem stream của mình, của em là chị Phương. Ôi, cảm ơn bạn. Chị Phương là được có rất nhiều fan hâm mộ đấy. Cảm ơn bạn. Quan Sikuro Volvo hỏi là build PC 45 triệu RTX 3070. Vậy em ra tòa đây. Ok bạn. Để dây ở bên... như này đúng không? Đúng rồi, chị cố gắng cho dây lên trên này nhá. Ừ. Không sao. Bạn shop YouTube Premium. Biết lắp hơn. Bạn shop YouTube Premium bảo là anh Hoàng nên đầu tư cái bút máy vặn cho chị Phương. Như này à? Không. Đây. Như này đúng không? Cứ ngang đi, không ra đâu. Mọi người coi như là mình học một cái kiến thức mới luôn, đó là BPC. Cái máy vặn, cái bút vặn ấy nó sẽ có một cái lực rất là yếu, cho nên là dù có chị Phương dùng cũng chả ra đâu. Nó mạnh á, em tưởng là cái bút vặn cơ mà. Mình muốn bóc lột Phương. Ok, vì chúng mình muốn bóc lột chị Phương nên là chúng mình dùng tô vít. Thôi tại vì livestream trước mình đã kiểu bắt nạt Hoàng ghê quá rồi, Hoàng bị đánh rồi bị trói cái thứ thì livestream này phải bù. Bị trói đúng không? Bị trói vào tay đúng không, gì nữa. Nên là livestream này mình phải bù đắp cho Hoàng bằng cách là để cho Hoàng ngồi nghỉ thong thả. Ok, xem nào. Bên Facebook bạn Võ Tâm, ok mình hết rồi, mình nghỉ. Bên Facebook hết rồi. Hơi buồn. Bên YouTube và bên Facebook các bạn có vẻ di chuyển hơi chậm. Nhưng mà không sao. Bây giờ nhá. Bây giờ các bạn hỏi là xem nào. Quần rộng chun hỏi là 3060 Ti thì không có CI nhá. 3060 3GB hay là 1050 Ti thì cao hơn. 3060 à nhầm, 1060 chứ. 1060 3GB chắc chắn là sẽ mạnh hơn nhá, nếu mà anh em mua được. Giá thị trường chắc khoảng tầm vào 4,5 triệu tới 5 triệu nếu mà tùy từng model. Và nếu may mắn thì sẽ tìm được khoảng tầm 4 triệu. Bạn Hà Đức Đào bạn ấy hỏi là Intel thế hệ thứ 12 thì dùng với con card nào sẽ thích hợp? Dùng bất kỳ card nào đều dùng được. Mình có thể đảm bảo là như vậy. Và nhưng mà để có thể hiệu năng cao nhất thì hãy chọn những chiếc card 3000 này để có thể ví dụ, hoặc là card AMD 6000 đấy. Rồi, DJ chỉ là DJ chứ. Trời ơi. Đút vào đây à? Nó đút vào đấy. Vâng. Đây thì không phải là những chiếc quạt RGB anh em nhá. Đây là bộ PC full đen. Đây để mình lấy dây chia fan ra cho cắm vào. Cái quạt này màu đen hết mà nhìn trông khá là giống quạt của Noctua. Có vẻ như là hiệu năng nó rất là mát. Livestream hơi buồn, không có trò gì chơi. Hôm nay không có trò. Sang tuần sau lóc livestream bịt mắt không anh? Bịt mắt CPU AMD. Anh lại cắm nhầm thứ đi em ạ. Không, bây giờ phải là hướng dẫn dưới sự hướng dẫn đúng không? Ồ, con này chụp cái TikTok con này. Cắm nhầm thứ. Không, mình sẽ quay sau. Không sao. Huy Nhật bảo là 35 triệu có 3060 Ti và 11.400 F0. 3060 Ti 20 củ rồi, 35 triệu à? Hơi khó anh em nhá. Thế là anh em sẽ phải hy sinh về khoản đó là cả màn hình, về hiệu năng tản nhiệt này. Nào, nhiệt đến nguồn đi nhanh này, tăng tốc độ đi. Đây rồi. Chị lắp chậm. Chị mở nguồn ra, Đây. Đây, tiếp tục sẽ là một nguồn đến từ nhà tài trợ MSI, đó là MAGA 850. Nguồn này công suất sẽ là 850 đấy. Đúng không? Đây là cái túi gì trong xịn vậy? Đây là túi dây nguồn chị ạ. Đây là một nguồn full modular, tức là nguồn có thể tháo dây giờ. Anh thợ nước. Đây rồi. Anh vẫn chuyển cạc may mắn nữa. Shipper may mắn. Ok, bạn nếu video của mình có ích thì hãy giúp đăng ký. Thì Vega nguyên bản của Nvidia có các mã gì? Thì tất cả các card màn hình của Nvidia đều có các Founder Edition ấy. Nhưng mà trừ những chiếc card phiên bản cấp thấp hơn, thường là rất là 6 à? Hình như là 6 vẫn có, 5 là không có. 3050 nếu mà có ra chắc là sẽ không có đâu. Wow, nhiều dây thế. AOV hỏi là anh ơi, hình như xây dựng cấu hình ở Hà Nội, Hồ Chí Minh card AMD hết rồi nên dùng card nào? Thì mình nếu mà anh card AMD hết rồi thì anh em nên dùng card Nvidia thôi. 3060 này, 3060 Ti này nếu mà anh em mong muốn. Và khoảng tầm 20 triệu gì đấy thì sẽ có khoảng tầm là 3060 Ti, hoặc là 25 thì sẽ có 3070. Đấy, nếu mà anh em mong muốn. Lân Nguyễn hỏi là lắp PC này cho ai vậy AD? Thì PC này là lắp cho vui. Đó. Đâu? Không luồn được. Lắp vào trong cái nguồn trước chị ạ. Lắp vào trong nguồn trước. Trong chắc chắn. Đây sẽ có đây. Đây là sẽ có motherboard này. Đấy. Không để nó hơi cấn. Nhiều đây. Cứ vừa lỗ đấy các bạn ạ. Chỗ cái quạt, cái này vỏ cây làm gì có 8 lỗ cắm quạt nhỉ? À, có anh em đang bảo là có 8 lỗ cắm quạt thì mình thấy rằng có mỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6 chỗ cắm quạt thôi mà làm gì có đến 8 lỗ đâu. Dưới này cũng chả có. Dưới này có. Không có thì phải. Ở đây có một cái lỗ, 4 lỗ thì có vẻ như là có thể lắp thêm được một quạt 120 nữa. Nhưng mà nó không có tác dụng gì cả. Nên là mình nghĩ là không cần. Đây chỉ có một, đây là người mà. Đây. Bạn Penny hỏi là Quadro với GeForce khác nhau như nào? Quadro sẽ dành cho những người nào làm việc nhiều hơn, tức là những cái driver của họ sẽ ưu tiên cho những cái tác vụ như là Adobe này, làm cho về 3ds Max này, Cinema 3D này, Blender này. Còn những chiếc GeForce thì những cái driver của họ sẽ ưu tiên cho những gọi là tối ưu cho gamer này, ví dụ như là chơi những cái engine như là Steam này, như là nói chung engine của Steam này, Unreal này, hoặc là các kiểu. Đấy, đấy là sự khác nhau của hai cái. Nhưng mà tất nhiên rồi, không có nghĩa là Quadro không chơi được game và GeForce không làm được việc. Nó là cảm hình mà, kiểu gì cũng làm được thôi. Văn Toàn thì có anh em bảo là PC Văn Toàn bao giờ lên, thì PC Văn Toàn lên vào ngày 1 tháng 12 anh em nhá. Hãy đợi một chút đi. Cái video đấy thực sự Văn Toàn mưu bộ khá là khủng bố đấy. Mọi người chờ đón nhá. Tầm bao nhiêu? 200 mà. Anh Toàn. 70 triệu rồi. Anh Toàn dạo này hay livestream trên TikTok đó, mọi người có xem. 200 bao nhiêu triệu ấy, 200 bao nhiêu triệu gì đấy. Nguyễn Phúc Hưng hỏi là best P trên P, tức là price to performance thì là con nào? 12.600K hay là 5.600X? Câu trả lời là 11.400 anh em nhé. 11.400 là PC, cái CPU có hiệu năng P trên P cao nhất. Còn 12.600K thì nó hơi cao tiền một chút. Giá mức hiện tại bây giờ khoảng tầm 10 triệu cơ mà. Ok, Triệu Duy hỏi là anh review con Vega trên bàn đi. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nhá. Hai chiếc card màn hình MSI rất là khủng bố ở đây. PCIe là cái đoạn này. Ai da. Đây mình mở sẵn đi, xong thì anh em chọn nhá. Đây à, đám đây ạ. Ui. Đây là chiếc card màn hình RTX 3070 Ti Supreme X với hệ thống tản nhiệt 3 fan và những cái lá tản nhiệt cực kỳ là dày. Đấy. Wow, đẹp đấy. Đấy, cực kỳ là dày luôn. Đây là card màn hình 3070 Ti. Đấy, anh em có thể thấy đây rất là đẹp, backplate cực kỳ là hoành tráng với cả logo rồng rất là đẹp. Hình như là cái này có LED không nhỉ? Con này LED thôi rồi luôn. LED đẹp cực kỳ luôn. Nó bắt đầu à? Vega 1. Đây, đấy, rất là đẹp. Còn bây giờ mình sẽ mở ra chiếc trio nhá để cho anh em xem. Rồi, đây là 3070 Ti này. Đấy, rồi. Đâu này? Xịn văn sò. Cái này là CTS là cái nào? Đây ạ. À đấy, bạn Tiến mê game ủng hộ gọi là quan điểm của mình là chọn PC là đúng rồi. Đấy. Hả? À ok, mình đã đọc được về sau nhá. Anh nên nhường chị Phương cho em là đúng. Ok bạn, mình sẵn sàng nhường nhá. Mình không có 3 bích nên là nhường các bạn đi trước. Main, bạn Thiên Phúc Lý hỏi là main không hỗ trợ Bluetooth. Mà muốn dùng Bluetooth thì phải sao? USB Bluetooth đây em nhá. Đây ạ? À? Không bên này. Đây, quay ra đằng này, đi cho mọi người nhìn. Này à? Đấy, rồi. Và đây là chiếc card màn hình 3060 Ti. Đấy, đây là Gaming Trio X. Ôi, nhiều dây thế. Nhưng mà nếu mà so sánh với hai chiếc này, đây anh em có thể thấy đây, sự khác biệt đúng không? Đó. Ôi, nhiều dây quá. Này. Chiếc nào đẹp là anh em biết rồi đấy. Hỗ trợ à? Hỗ trợ khoản đút. Hoàng ơi. Dạ. 15k triệu trên bàn đấy. Đây đấy, sang bên này cho chắc chắn đi chưa? Bên này cạc. Em để vào hộp đi. Ôi, 2 cạc luôn á. Rồi. 2 cạc thì nữa cho các bạn chọn. Đấy, tí nữa sẽ cho các bạn chọn. Bây giờ thì mình sẽ đi. Sợ quá, đây chị đứng bên này chị che cho em. Sợ quá. À, ôi rồi. Tại vì là cái này nó sẽ hơi bị trần một chút cho nên mình bỏ ra đi. Tháo này không dùng HDD mà. Rồi. Đấy, lúc nãy anh Đạt thì như bảo là tháo ổ cứng ra. Không, tháo ổ cứng lúc đó anh Đạt bảo là để tháo cái để lắp cái tản nhiệt nước EO vào. Nào. Không, em đang đợi giữ mà. Nào. Bạn Thế Tài hỏi là khi nào làm drop test VGA đi. Đây rồi. Phương thả xuống đi. Cứ tháo ra cho chắc chắn. 1070 drop test nhá anh em nhá. Bạn AOV hỏi là anh cho em hỏi bên Hacom có cạc nào 10 triệu ngon không ạ? 10 triệu ngon à? Ui khó quá nhở. 10 triệu ngon bây giờ thì khó có con cạc nào ngon lắm. Thực sự nên anh em nên không nên mua cạc 10 triệu khoảng tầm bây giờ. Con này không? Đâu rồi? Nên bạn Hoài Ân hỏi là 1050 Ti hay là 1650. Hai chiếc cạc đấy có hiệu năng gần như nhau. 1650 sẽ cao hơn một chút, thế nên là nếu mà giá tiền của 1650 mà ngang với cả 1050 Ti thì hãy chọn 1650. Đừng chọn 1050 Ti, nó quá cũ rồi. Bạn Hà Lê Thu bạn ấy hỏi là bên YouTube anh ơi chip i5 Gen 10 đi với main B hay main Z? Main B anh em nhá. Chip i5 Gen 10 mà loại không K ấy thì hãy đi với main B. Còn loại có K thì hãng mới đi với main Z. Loại có overclock được đấy. Khi nào mà mình sẽ làm drop test VGA em? Khi nào mà cạc rẻ như chơi mà được cho miễn phí. Bạn Phiêu Diêu hỏi là 30XX chưa có con nào ngắn ITX. Có rồi anh em nhá. Có những cái mẫu rất là đặc biệt của những hãng Lý Hảo La nên là nhưng mà chúng mình có vẻ không nhập. Hãng Lý Hảo La là hãng gì đấy hả? Sợ quá. Có GTX, bạn Thuận Thiên trên Facebook hỏi là có GTX 1060 6G không sốt. 1060 6GB thì chúng mình không còn nữa nhá. Tại vì đấy là khá là lâu rồi. Và những chiếc cạc đấy thì nếu mà có thì dân đảo cũng bốc hết đi rồi. Mình không biết gì về đảo nhá, mình chỉ nói thế thôi. Bạn Tiến Hà, lắp fan cây có giảm nhiệt độ không? Có chứ nhỉ? Lắp fan cây có giảm nhiệt độ, nó sẽ tạo ra một cái luồng khí chắc chắn. Tức là ví dụ như chẳng hạn chỉ có 3 cái fan cây đầu tiên đúng không? Thì nó sẽ đi lung tung như này này. Nhưng mà khi mà mình có đủ 3 cái fan cây đằng sau nó sẽ đều hướng gió ra chuẩn đúng đường luôn. Và nó sẽ không bị gọi là những cái gió nóng nó đi ra những khu vực lung tung trong cây. Đây là nếu mà như này ấy, đây là một setup gọi là đồng đều à. Cơ bản à, tức là có 3 quạt vào và 3 quạt ra. Không phải âm, không phải dương, không phải gọi là tích cực hay tiêu cực gì cả. Ơi, bạn anh Trần bạn ấy hỏi là bên Z690 có gắn được tản nhiệt khí như cọc xe hay là nóc tua không? Có anh em nhá, tản nhiệt khí chắc chắn nó sẽ gắn được. Và hiện tại chúng mình đang nhập một đống cái ngàm từ EK, từ nóc tua, các cả các kiểu luôn. Có rồi, đấy, một nửa tấn ngàm đã về với Hacom chúng mình rồi. Thế nên là anh em, em không biết cái vụ đặt order hay là gì nhỉ? Em không biết vụ đấy như nào. Cứ lắp mà. Bạn gì nhỉ? Bạn Nam Nguyễn hỏi là 980 Ti với 3090 chọn con nào? 980 Ti là 980 là xưa 1000 năm về trước rồi cơ mà. Wow, một câu hỏi thật là đi vào lòng đất. Đúng rồi, chị Phương chọn con nào kìa? Chị chọn con 3090. Được, đúng rồi đấy, một lựa chọn hoàn hảo. Ti CPU đây rồi. Bạn Đặng Vũ Ngọc đang hỏi là cạc wifi không cắm anten có xài được không? Cạc wifi không cắm anten không xài được với... mình chưa cắm anten cho con bên này đâu nhé. Vâng, thì mình chưa cắm để tại vì là anh đảm bảo là sẽ gãy mà. Nên là cứ để đấy. Tức là xài thì xài được nhưng mà nó sẽ không bắt được những cái sóng wifi xa. Và nó chỉ bắt được, đây nhá, ví dụ như là khoảng tầm này thì bắt được này. Nhưng mà ra đến kia là không bắt được nữa rồi. Nói chung là tầm bắt được dưới 1 mét, đúng không? Chả đến 1 mét luôn chứ. Bạn Lê Hữu Cương ạ, trên YouTube bạn ấy hỏi là em edit video với làm ảnh thì 30 triệu chỉ lấy được 1660S hay cố lên 3060 mà em vứt gầm bàn nên không cần đẹp. Thế 3060 đi nhỉ? Vâng, 3060 đầu tiên là sẽ có nhiều CUDA hơn là một này và sẽ có Nvidia mới hơn. Đấy, thế nên là anh em nếu mà được hãy mua 3060 nhá, bạn Lê Hữu Cương. Và cái về cái giá trị gọi là bán lại ấy, thì cao hơn, chắc chắn nó sẽ cao hơn mà một. Bạn Duy Nhật 4060 với 2090 con nào ngon hơn? 4060. Sao con này lạ thế? 4060 đã ra đâu. Nếu mà nó ra thì chắc nó sẽ ngon hơn đúng không? 2090 làm gì có. Quá đáng thật sự ấy. Ơi, comment trôn à? Trôn là sự thật của cuộc đời à? 37 triệu thì xây dựng cấu hình PC như thế nào bạn AOV bên YouTube? Anh em lên trên fanpage của chúng mình nha. Chúng mình đang không có... sẵn ở đây để có thể... Chúng mình không thể trả lời luôn được, chúng mình đang lắp máy. PC. Càng ngày càng gửi những cái comment mà mình thấy hơi có ý, hơi trôn một tí thì phải. Thế chị có thể giải đáp được đấy. Không. Chị, mọi người tin tưởng đến chị thế cơ mà. Nên mua màn 24 inch hay 27 inch để chơi game thế anh chị? Vấn đề là anh em còn tùy vào cái gì, anh em đã từng sử dụng 27 inch chưa? Với nhiều anh em mà chơi game ví dụ như là CSGO này, Valorant này, mà xong rồi người ta đang quen 24, người ta sang chơi 27 bị ngợp đấy, người ta ngất luôn đấy. Nên là còn phải tùy vào mong muốn của anh em. Còn mình thì mình vẫn chơi 27 cũng được, thoải mái. 27 inch thì nó đa dụng hơn. Bạn Lê Mạnh Cường trên Facebook bạn ấy hỏi là ở Hà Nội Com có bán PSU công suất thực cao nhất là bao nhiêu? PSU là gì? 1200 thì phải. 1200 nhá bạn Cường nhé. Bạn Cường đẹp trai. Cường handsome. Uầy, em cần PC. Bạn là Phong Đặng ở trên YouTube. Em cần PC hơn 1 tỷ Việt Nam đồng thì cấu hình như nào? Bạn có thể xem video trên TikTok à? Là chúng mình đã tiêu 1 tỷ như thế nào? Hoặc đơn giản là nếu bạn đã là một khách hàng VIP như vậy thì các bạn cứ đến thẳng các cơ sở gần nhất của Hacom, chúng mình sẽ build cho bạn một quả PC đúng hơn 1 tỷ cho bạn luôn. Cho bạn ngất luôn. Không, bạn muốn gì cũng được đúng không? PC 2 tỷ gần có. Có không em? 2 tỷ gần có. Kiểu gì cũng lôi thôi được 2 tỷ nhưng mà xem. Đúng. Bộ nhớ đệm CPU có quan trọng hay không á? Bạn Luân Nguyễn hỏi là bộ nhớ đệm CPU có quan trọng hay không? Có, bộ nhớ đệm CPU. Cái lý do tại sao Ryzen 2 với Ryzen 3 nó lại tăng lên một cái hiệu năng như thế đó chính là cái sự tối ưu về bộ nhớ đệm đấy. Kiểu mỗi lần mình khởi chạy các dữ liệu nếu mà nó khởi chạy các ứng dụng à? Nó tối ưu như nào thì em không biết nhưng mà em chỉ biết là nó hiệu năng cao thôi. Rồi, đã xong về khoản luồn dây. Và bây giờ thì nhiều comment quá. Bạn Đặng Bình hỏi là i3 10105F với RTX 3080 Ti có được không? Đi với nhau được không? Được chứ nhỉ? Ui, 10105F với cả 2080 Ti thì nó hơi bị nghẽn cổ chai đấy anh em ạ. Hay mua khoảng tầm 3060 hoặc là 2070 thôi chứ 3080 Ti, 2080 Ti hơi quá đà. Ôi trời ơi. Có một bạn đấy bảo, bạn ấy chị đọc là chị ơi đọc câu này có quen không? Nói lời chân thật với nhau đừng bắt tâm tư hồi sàng vào lòng. Ôi dồi ôi, đấy là bio của tôi. Gì? Ngầu. Cho mọi người comment nhiều quá không kịp đọc luôn đấy. i3 10105F có cân được 3060 thì Hoàng vừa mới trả lời đúng không? Con này thì sẽ ok hơn là con 2080 đúng không? Bên mình có nhận setup PC nhá. Setup ấy à? Có. Bên mình có nhận setup PC. Các bạn ơi, bên mình có nhận setup PC nhá, nếu bạn nào quan tâm. Hả? Tức là kiểu góc, setup góc là kiểu. Setup góc hả? Ok. 15 triệu mua màn gì để xem Netflix? 15 triệu ôi mua được quá nhiều màn luôn. Tỷ là các loại màn luôn, gaming cũng có. Anh cố tình đi đọc lên nữa. Đấy, 6600 còn hàng không ạ? 6600 còn hàng nhá, nhưng mà hình như là ở cách bán cùng PC à? Bán build cùng PC. Mình còn build cùng PC hay là 6600 là mua lẻ anh Đạt nhỉ? Nếu mà còn hôm trước em check vẫn còn. Đấy là một trong những chiếc card khá là ok đấy. Pentium lắp 1650 có mạnh không ạ? Bạn Doãn Pentium 1650 nó sẽ hơi bị nghẽn cổ chai một. Đó, đấy. Bạn Đại Ca Channel nhá, RX 6600 còn hàng mà có bán lẻ giá bao nhiêu ạ? RX 6600. Chung thôi, rơi khoảng tầm 13 tới 15 triệu. Đó, rơi vào khoảng từ 13 đến 15 triệu nhé bạn nhé. Bạn Triệu Duy hỏi là RTX 3050 tại sao lại có hiệu năng có phần yếu hơn một tí so với GTX 1660 Ti mặc dù dòng 3000 series. Nó không có nghĩa điều đó. Để hỏi anh Hoa Chong phải không? Thực sự là cái việc này là do nhà sản xuất, chúng mình cũng không thể giải thích được tại sao nó lại yếu hơn. Cũng không hẳn là cứ đời cao hơn. Đúng, không có nghĩa là đời cứ không phải cứ cao hơn nghĩa là mạnh hơn, rõ ràng là vậy rồi. Bạn cái gì đấy? Lúc nãy có ai comment là có con gấu bông đỏ gì đấy, là con này á? Game minh luôn nhưng con này hơi bẩn. Ôm đây hơi bẩn tốt đuôi rồi. Chị Phương ơi, bây giờ nhá anh em hãy lựa chọn. Anh em hãy lựa chọn. Anh em hãy lựa chọn đi, 3060 Ti hay là 3070 Ti đây. Một trong hai chiếc card rất là đẹp và rất là khủng ở đây. Không, đừng dùng màn please. Anh em lựa chọn gì đây? Cầm đi. Như mọi người đọc không? Mọi người comment nhiều. 3070 Ti đang nhảy rồi, 3070 Ti đang nhảy. Ok, 3070 nhá. Rồi, Vậy là sau khi hai bình luận nhảy lên thì mình đã quyết định là 3070. Rồi. Có khi là chưa bình luận nào nhảy lên, Hoàng đã chọn 3070. Đúng rồi. Chị Vương vừa bế vừa lắp cạc nhá. À ok. Đâu thôi cho em lắp đi. Chị phải thể hiện tình yêu với mới đi đi chứ. Đúng. Đi. Hùng vào, ôm chặt vào. À đây là của MSI á? Vâng. Đúng nhỉ. Ôi trời ơi. Đây bế như bế con luôn. Ui. Sao thế? Cấn à? Khít. Chết rồi, tí không được nói từ đấy. Khít thực sự. Khít lắm ý. Hơi cấn đó, có cấn không? Không, em phải bằng được. Hoàng quyết tâm chọn con này rồi. Đây, u dồi ôi. Còn có đúng khoảng tầm 2-3 cm anh em nhé. Cái vỏ cây này vừa đúng cho chiếc cạc luôn. Sinh ra là để dành cho nhau đúng không? Rồi, sinh ra để dành cho nhau. Bạn Huy Nhật, à nhầm, không phải. Bạn gì? Ôi dồi ôi. Bạn Motomi Nguyễn, bạn hỏi là chi phí setup góc PC thì như thế nào ạ? Tùy thuộc vào có làm một tổ kích thước các góc không ạ? Bạn làm kiểu gì? Nói chung là tùy thuộc vào các bạn ấy, có min với max không anh? Để cho bạn ấy dễ định lượng. Nhật lắp nói chung là sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của các bạn, muốn khoảng có... tầm 500k nhá. Đúng rồi, nói chung là tùy theo option mọi người. Ui mà làm rất. À ơi sao mọi người mất niềm tin vào mình nhỉ? Mình đã làm ra đồ mấy đâu, mình chỉ không biết lắp như nào thôi chứ mình cẩn thận lắm, mình sợ lắm. 3080 Ti với 6.900 thời điểm này thì con nào hợp lý hơn, câu hỏi của bạn Thanh Nguyễn? Con nào giá rẻ hơn thì hợp lý hơn. Và con nào có hàng nữa. 6.900 XT mình thấy ít hàng lắm. Và ít người được chạm tay vào. Thế nên là anh em cứ lựa chọn. Bạn Trần An hỏi là bên mình có bán loa CR3 XBT không ạ? Của hãng nào? CR3 XBT là của hãng nào ạ anh Đạt? Đạt cứ ý thôi. Đạt cứ ý thôi. CR3 XBT. Loa. Của bạn Trần An. Trên Facebook bạn Tùng Easy hỏi là tư vấn tay cầm trên tầm 500k. Mình khuyên là không nên mua tay cầm tầm 500k anh em nhé. 500k thì thực sự là có những của Logitech cũng có này, Edra cũng có này, nhưng mà 500k thì thực sự cái trải nghiệm bấm của nó không cao. Thế nên là mình khuyên là anh em nên mua những chiếc card nào, những chiếc tay cầm mà cao cấp hơn của Xbox này, của PS này. Anh Đạt đã tìm được cái loa đấy chưa? Không bán. Không có nhá bạn Trần An ơi. Hơi tiếc cho bạn nhé. Trời ơi, bạn Duy Hưng Nguyễn, con buồn quá rồi, chúng mình đã chọn 3070 Ti rồi. Hơi buồn. Buồn của Duy Nguyễn. Bạn Anh Tủ nói là liệu lắp từ cạc từ ngang sang đứng lên thì liệu tản nhiệt có tốt hơn không anh Hoàng? Từ ngang sang đứng lên thì tản nhiệt chắc chắn là sẽ giảm đi. Đấy là một... Vì nó sẽ quá là sát với kính. Như anh em có thể thấy đây, nó sẽ rất là sát với kính này. Dẫn tới câu chuyện là không thì tản nhiệt được tốt. Tại vì bạn đấy bảo là có những cái ngàm đúng không? Ngàm chuyển từ ngang sang đứng. Có, đúng vậy, có những cái ngàm như thế. Nói chung là chuyển như thế thì tản nhiệt sẽ giảm đi chứ không phải là tốt lên. Vâng. Ok. Cả hơi sệ à? Em có thể đọc cho chị câu hỏi này, chị không thể dịch được. Nói từ khít sao mặt. Không phải. Không phải, bên dưới là Đặng Bình. Đặng Bình hỏi là H81 với cả CPU 3000 G3200 Pentium RAM 8GB không lên được 70 FPS LL setting chung. Thì tại vì chiếc CPU đấy quá là thấp đời rồi mà. Với cả chiếc CPU đấy thì cũng là cái card on box của nó có được tốt đâu. Nhưng mà anh em dùng card ngoài cũng sẽ bị nghẽn cổ chai cực kỳ nhiều. Đây, bảo chế đúng không? Đây, ui dồi ôi, Supreme luôn này. Đấy có đỡ card luôn nhá. Ôi đỉnh đấy. Xịn chưa? Đấy. Đã rách rồi. i5 đời 9 bây giờ còn ổn không nhỉ? i5 đời 9 vẫn dùng ổn được. Và nếu mà không quá đòi hỏi quá nhiều về hiệu năng. Đó, nói chung là vẫn có thể dùng ổn được các bạn nhé. Bạn Triệu Quang hỏi là mình xin giá 3080 Ti. 3080 Ti bây giờ bao tiền anh Đạt nhỉ? Bây giờ bao tiền đấy anh Đạt nhỉ? Con 3080 Ti ạ. Khoảng 45 triệu thì phải bạn ạ. Rồi ôi, nhiều comment quá. Bạn Nguyễn Thanh hỏi là Core i9 12 thế hệ 12 đi anh. Trước thì bọn mình đã có một cái livestream lắp Core i9 rồi đúng không? Vâng. Hình như là cách đây khoảng 2 2 tuần. 2 tuần tới 3 lúc đấy thì vẫn còn anh Đạt đấy, video cuối cùng của anh Đạt tính đến thời điểm hiện tại. Nghe như kiểu video cuối cùng của anh Đạt tính đến thời điểm hiện tại nhá, bạn có thể xem như đấy, bọn mình đã lắp thử và test rất là nhiều đúng không? Vâng. Test rất là nhiều, lúc đấy là i9 mới ra mắt luôn. Test được gặp hơi nhiều vấn đề. Rồi. Ok. À, bạn Ngọc Nguyễn Ngọc Sáng trên YouTube bạn ấy hỏi là tầm 4 triệu có nên mua bàn phím nào? Yên tĩnh ạ. Yên tĩnh là chắc kiểu Switch Red Silent. Silent. Silento. Mua cái gì cũng được, chỉ cần là Silent. À, đấy, các chỉ cần là Silent hoặc Red. Các bạn chọn phiên bản là Switch là kiểu Red hoặc là Silent. Silent là được. Cạc sệ dữ vậy bạn Trần Đại Lộc. Đây, ui dồi, cạc sệ mình đã đỡ rồi đây. Có cái đỡ cạc luôn cho các bạn nha. Đỡ cạc cho anh em nhá. Còn trễ đâu? Hết trễ đúng không? Vẫn trễ à? Vẫn hơi sệ đấy thì phải các bạn đừng trễ à? Đây được chưa? Đấy, zin nhá, zin. Như mới luôn. À, bạn Simple 1601 hỏi là main B560 Aorus có giá khoảng bao nhiêu? Mình cũng không biết cái đấy nhá. Hôm nay chúng mình trả lời câu hỏi của em ấy nhá. Thôi các bạn hỏi về cái kênh này đi. MSI phun rồng đang rất là nhiều ở đây. Công nhận là cái bộ này thực sự rất là đẹp và nó mang theo phong hướng là minimalistic. Đấy. Đây là tức là nó không RGB nhưng mà nó lại có một chút điểm sáng gì đấy ở chiếc cam màn hình và cái chiếc tản EO này. Đúng rồi, nó có màn hình LED rồi. Vâng, đúng rồi. Màn hình trắng gương. À, có bạn ấy hỏi là em thấy có những người bạn ánh sáng của đảng mà đấy bảo là em thấy có những người họ để cạc chéo lạ lắm. Có cạc chéo luôn hả? Có, đến nhưng mà người ta làm custom chị ạ. À, phải đi nước à? Mình đang có dự định mua. Bạn Huy Nhật bảo là sao PC 100 triệu lại chỉ dùng 3070 Ti? Thực ra là cả cái setup chứ không phải là nguyên cái PC. Đây là setup 100 triệu anh em nhá. Chúng mình sẽ có cả màn hình kia nữa. Mới lên đến 100 triệu. Giống như cái bộ màu hồng mà livestream đầu tiên mà chị lắp đúng không? Đúng rồi, chúng ta còn đấy. Chỉ có i5 cơ mà. Đấy, nói chung là nó không phải là nguyên cái PC đâu. Chắc PC nó chỉ khoảng 6-70 triệu. Vâng, tầm tầm đấy. Không, cũng cao hơn một chút đấy. Tại vì mấy triệu gì? Tại vì là có cái tản EO này với cả chiếc cảm hình này hơi đắt tiền một chút. Tại vì Supreme là một trong những dòng cao cấp của mới đi mà. Comment quá. Chị đã hiểu nỗi buồn cười của em mỗi khi mà trả lời chưa? Tại vì nhiều comment là comment liên tục. Đây. Bạn Lê Mạnh Cường hỏi là liệu hôm nay anh chị có lắp xong máy trước 22 giờ nhưng hôm lắp máy test coi 92.900K không? Mai mà còn đi kiếm tiền mua máy. Xong chứ. Bây giờ mới có 8 rưỡi thôi mà. Đúng rồi, bây giờ mới có 8 rưỡi thôi. Tí nữa mình sẽ còn vòng vạch còn ép sung các kiểu nữa cơ. À đúng rồi, hôm nay là một điểm rất đặc biệt là chúng ta sẽ ép sung đúng không? Trời ơi, trên Facebook còn không? Ui nhiều comment ở trên YouTube quá không thể kéo nổi. Chị kéo xuống dưới cùng đấy, cứ trả lời những cái gần nhất đi. Buồn thế. Chết rồi, mình chê Lý Hảo La xong rồi chúng nó chê mình rồi chúng nó. Lạnh quá, đổi chỗ. Lạnh quá. Xin uống nước. Ôi lag rồi. Alo. Tạm biệt rồi. Lạnh quá. Anh em lại tí chúng mình đang xử lý. Sao anh? Sao thế? Sao thế anh? Máy anh sập á? Thế anh đủ lắp đi. Hôm nay em thấy chị làm được nhiều việc không? Vâng, được. Chị rất tuyệt vời hôm nay. Chị cảm thấy tự hào về khả năng của mình không? Có. Cái lắp được nhiều, siêu. Cái lắp cả nhiều, xong đến lúc mà chị không cần phải gọi là... Em hướng dẫn nữa. Đúng rồi, chị có thể tự đứng livestream mà em có thể đi về nhà. Không. No. Chị có thể vừa lắp vừa trả lời comment. Chết ấy. Bây giờ chị chỉ cần bồi thêm kiến thức PC nữa là chị mình chuyển thành chúa tể rồi. Phương Super Nồm. Thôi, lắp nước nguy hiểm lắm. Không có những văn ngôn đi vào đầu đất. Bạn Xuân Lộc hỏi là Hacom ơi, em cạc 3010 Ti cũ treo E4 tầm 50% thì có gọi là mát không? À 50 độ à? Mát chứ, 50 độ mát chán. Nên thồn thẳng lên. Và mở máy treo như vậy có sao không? Không sao hết. Mạng xịn là server Risky. Minh Bình Lê muốn ôm sorry mọi người. Minh Bình Lê muốn ôm chị thay vì muốn ôm chị có thể ôm em thay vì ôm con rồng không? Không. Rất tiếc là không, bởi vì bạn đâu có mặt ở đây đâu. Nhiều anh em muốn ôm chị Phương lắm nên là chưa đến lượt anh em đâu. Bạn Motomi Nguyễn hỏi là bên Hacom mình có custom keyboard không nhỉ? Có không nhỉ? Hiện tại là không. Hiện tại thì bên mình chưa có nhá. Không có dịch vụ. Hy vọng là trong tương lai gần bên mình sẽ có. Bạn Nguyễn Đức Thành 12B8 hỏi là EK 807G bên mình bán bao nhiêu thế ạ? Lag quá, vẫn lag. Oh no. Di stream buồn thế. Đâu, tôi xem mạng YouTube rồi. Ôi giời ơi. Đang cắm mạng hẳn YouTube mà. Em đợi tí. Mọi người chờ đúng rồi, em bắt đầu thấy lag rồi này. Lag bắt bà. Không lag đâu anh em yên tâm đi. Do mạng ở bên YouTube. Đây rồi. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Chưa sập bạn Hoàng Mạnh ơi. Chúng mình quay trở lại rồi đây. Chết rồi. Sao lại thế nhỉ? Anh em chuyển xuống, mọi người comment đi chứ bọn em nói làm sao các bạn nghe được. 480. Mọi người chuyển sang Đỗ Văn Giải 480 thôi xem nào. Hay là bọn mình. Em đang làm gì? Em đang đi dây à? Vâng, em đang đi dây. Ok, chị sẽ không tác động gì đến phần này để xem có được đánh chị không. Em đi tìm sẵn cái búa ở đây đi để em còn gõ Hoàng. Biết chưa kết quả rồi. Ok. Hay lag chưa, vẫn lag lắm. Em thấy lag rồi. Đâu anh xem nó hay lag mà. Nó cứ bị giật đấy, nó bị giật nhẹ. Thế đợi tí. Chỉnh lại. Cho là chỉnh một tí nó bị full cách. Bạn Bùi Nghĩa tôi lại lag rồi. Bạn Bùi Nghĩa hỏi là 35 triệu không màn để build như thế nào? PC 35 triệu không màn. Anh em lên hỏi trên fanpage nhá. Còn nếu mà bây giờ mình nghĩ nhanh ấy thì 35 triệu không màn. 3060 cộng không. 6600 XT cộng 11400K cộng thêm vài thứ linh tinh nữa. Ok, 6600 XT là khoảng tầm 15 củ đi, 1400K là bao nhiêu nhỉ? Là 5 củ à, tầm 5 củ gì đấy. Xong thêm những thứ lôi dai vào là sẽ chắc chắn sẽ thừa tiền, còn thừa tiền đủ để mua thêm màn hình luôn chứ. Bạn Thịnh Lê bảo là chúng ta nên lấy con Wi-Fi 6 Lite cho nó ổn định hơn. Wi-Fi 6 á? Wi-Fi 6 không là vấn đề gì nếu mà mạng bị cáp cắn, cáp bị cắn. Nhưng mà mọi người đang bảo mạng ổn có lẽ là do cái phần mềm stream của chúng ta đang có vấn đề. Rất sorry mọi người nha. Bạn Mai Quang Huy hỏi là nên chọn i7 10700 hay là i9 9900? 10700 và 9900. 10700 chắc chắn là sẽ chiến thắng trong màn chơi game. Đó. Và 9900 cũng không thể thắng được trong màn đa nhân đâu. Lại lag rồi. Bạn Núi hỏi là 50 triệu có build được i9 10900K với RTX 3060 không? 10900K, bao nhiêu 50 triệu hả? 3060. Đúng rồi, đúng. 3060 hả? Đúng. Dư. Ok nhá, với cả là từ bao nhiêu cơ? 50 triệu đúng không? Đúng. Được. Với cả bạn ấy hỏi thêm là i9 10900K có tốn điện hơn i7 8700K nhiều không? Không quá nhiều đâu. Tức là nó cũng xem nhau, mình cũng không chắc chắn lắm nhưng mà chắc là nó sẽ có nhiều hơn nhưng mà nó không quá nhiều. Từ 100 tới 200W thôi, chẳng là nhiều đâu. Tại thì mình đang đi dây tạm này rồi. Còn là bây giờ mình sẽ lấy kéo. Ok rồi, may quá kéo. Anh Điện ơi kéo. Điện xin kéo nào. Bạn Phạm Trung Hiếu. Bạn GK hỏi là i5 9400F với 2060 có bị nghẽn không? Không nghẽn anh em nhá. GK chắc chắn là 2060 sẽ không thể nghẽn được với cả i5 9400. Bạn Phạm Trung Hiếu hỏi là i5 10400 và 1650 Super thì có ổn không? Chị Sinh ơi mời chị trả lời. Chị không biết. Thế thì câu trả lời sau đây sẽ là chắc chắn là sẽ sử dụng được 100% chiếc card 1650 Super. Còn 1040 10400 thì sẽ không. Tại vì 10400 khá là khỏe so với cả chiếc card đó. Đứng đây kiểu góc này kiểu không nhìn thấy mặt mình nhá. 1 triệu nên mua kit fan 3 fan nào tản nhiệt cây tốt. ID cooling anh em nhá. ID cooling là bao nhiêu triệu một kit anh nhỉ? Bao nhiêu tiền một kit anh nhỉ? 600 một kit. Thế thì anh em cố gắng 1,2 triệu nhá. Đầu tư 1,2 triệu làm kit ID cooling vừa mát vừa đẹp. Bây giờ mọi người đang hỏi nhiều câu hỏi A hay B này, chọn A hay B quá. Motomi Nguyễn hỏi là stream sau lắp dàn full NZXT Mi nhưng lắp được, nhưng mà chơi được. Con chiếc H1 rất là đẹp. Ok, đấy là để bọn mình hẹn các bạn ở livestream sau nhá. Ok, mọi người nhớ đấy, mọi người ghim vào. Ok. Bạn Tịnh Lê hỏi là bên mình có chi nhánh Hồ Chí Minh không? Có bạn nhá, ở quận 3 thì phải. Đường Cách Mạng. Ở năm 20 Cách Mạng tháng 8. Đường Cách Mạng tháng 8. Bạn có tra chi nhánh của Hacom ở trên Google Maps. Hoặc là bạn có thể vào cái trang web của mình thì có phần chi nhánh, nó sẽ có. Nó sẽ có phần địa chỉ của chi nhánh ở quận 3 Hồ Chí Minh. i3 9100 dùng được 3060 chắc là không đúng không? i3 3060 sẽ bị nghẽn anh em nhá. Rồi. Anh Vũ hỏi. Hiện tại thì có thể gọi là DJ xong rồi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Mọi người vote đi ạ, mọi người vote cho Hoàng đi. Là DJ như này có đẹp hay không? Cảm ơn đi mọi người, đẹp không? Hả? Đẹp đúng không? Hoàng rất là tự tin con này đi đẹp. Đâu chị sẽ nào? Chị sẽ một vote cho em. Mọi người thấy màn DJ như nào? Ui, gọn gàng ấy nhỉ? Được đấy, được đấy. Vô Phúc hỏi là 12.900k mạnh nhưng mà hơi nóng. Nóng, đúng rồi. Mình thực ra nhá, nếu mà mình đánh giá nhá thì con CPU gọi là đồng đều nhất ấy thì sẽ là i7 12.700k trong cái bộ này. Còn mà khỏe nhất thì sẽ là i9 12.900k trong đây. À, không, trong này không có 12.900k nhầm. Triệu Duy bảo là i7 10700F đi với RTX 3060 có stream được game AA2 setting được không? Nếu mà Full HD thì chắc là được, chắc chắn sẽ được thôi. Còn nếu mà 2K thì hơi khó. Sao nhiều người bảo xấu ấy, Hoàng đi dây đẹp này mà. Mọi người nhìn lại đi. Đẹp nha, đẹp nha. Đúng rồi. Thôi, đây là DJ, chị Phương DJ anh em nhá. Chị Phương DJ nhá. Đây là chị Phương DJ. Có đẹp không? Sao lắp mà lâu? Mình vừa lắp vừa trả lời nên là lâu anh em ạ, hơi lâu một chút. Với cả là mình cũng lắp đoạn đầu cho Hoàng để Hoàng trả lời ấy, và mình lắp thì hơi chậm một xíu. Rồi, thôi nào, bây giờ thì chúng ta cùng cắm dây điện và bật máy lên chị nhá. Ok. Lắp vỏ vào nhá, lắp vỏ. Thôi mình sẽ phải bỏ con rồng ra. Tạm biệt em. Không cho. Ôm đi. Ôm đi. Hôm nay chị Phương có nhiệm vụ là ôm. Trời ơi. Nó kiểu tư thế của nó kiểu bế như này này. Đúng kiểu các bé 7 tháng ấy. Đây. Ôi, chúng ta lắp được 2 tiếng rồi á. Vâng. Tại vì nghẽn mạng một xíu. Không phải đâu, tại vì do lắp chậm. Nó lắp chậm. Thôi lắp nhanh, 9 giờ đến nơi rồi. Rồi, đấy, bộ PC đã hoàn thiện xong rồi. Ok, hoàn thiện xong rồi, test thôi. Cái sau nữa, đây. Lắp thôi, không lắp kính nhá. Lắp kính. Anh Đạt nhá, không lắp kính đâu nhá. Lắp vào sau thôi. Ok. Test thôi, thôi em bỏ cái rồng ấy đi, em dọn cái này cho vào. Cho nó ôm kênh. Đấy. Rồi, rất là đẹp. Cảm ơn bạn Minh Bình Lê vì những câu châm ngôn rất tuyệt vời nhá. Châm ngôn gì đấy? Con trai chí lớn bốn phương, còn em chỉ hướng về phương mỗi ngày. Nguyện yêu Phương suốt đời này, nếu Phương đồng ý, đưa tay em cầm. 10 điểm bài thơ. Ôi, cái bát chuột xịn đấy. Nó tặng bát chuột, nó dùng luôn. Dùng luôn. Tội gì mà không dùng. Giảm bớt nha. Giảm bớt anh em nhá. Em mày để trồng lên đấy. Chị cứ để này đi, chị cứ để xuống đất đi cho nó đẹp. Này con cà Hoàng ơi. Đây để trưng, được chưa? Đúng, em đừng để xuống dưới nữa. Nằm xuống. Để trưng này cho đẹp đi. Bây giờ mình sẽ lắp trước màn hình nha. 2K này, của MC. Bên màn hình cẩn thận nha Hoàng. Vâng. Ok anh. Rồi. Để màn hình ở bên nào? Để cái cây ở bên này. Chị để cái cây sang bên tay phải của chị. Kéo sang bên tay phải. Em sẽ phép là cất con cả cái đi. Cất sang chỗ. Nào. Nó làm trò gì vậy? Ôi nặng quá. Vui thôi, đừng vui quá anh em ạ. Đây. Em rồng ở trên này nhá. Chúng bây giờ Hà Nội ngàn năm vẫn vở rồi. Rõ ràng là vậy. Ôi cái cây để xịn để dự. Kim loại hết đúng không anh? Cái đúng rồi, bỏ cái phần này là bằng nhựa. Đúng rồi, bằng kim loại, cái này bằng kim loại luôn. Sờ mát lạnh như thế mà chị. Đúng, xịn thực sự. Deep lay tỏi. Ảo. Đây à? Nặng quá. Bây giờ bạn lục tiền à? Đây hả? Tầm này được chưa? Đây mọi người đã nhìn thấy cái cây chưa? Chưa. À. Đây, em dòng okay. Vào đây nhá. Ok. Đi tây em dòng có cản trở được cái sự tàn nhiệt của cây này không nhỉ? Có đấy. Có đấy. Rõ ràng là có đấy. Thôi kệ nó. Nguồn có dây không? Vào trong à? Ok. À không, nguồn màn hình thì ở chỗ dưới đâu nhỉ? Ở đây đây em để đây rồi. Nhưng mà còn nguồn vỏ cây cơ. Em lấy nguồn vỏ cây cơ. Ở đây hiện tại là đang không có anh ạ, hơi buồn. Để lấy cho em với. Lại lang à? Buồn thế. Lại lag rồi anh em ơi. Ok, lại không lag rồi. Mọi người ơi. Chị Phương ơi. Đẹp quá. Trong lúc Hoàng đi dây. Cái gì? Em cần hộ chị hỗ trợ. Đây mở unbox tai nghe bàn phím. Anh Đạt nói gì đấy? Con tôi này nó bị nóng quá. Nó bị dậy mình cắm lại rồi mình đang chơi đấy nên nóng quá nên là nó bị nóng mặt. Lúc nó cũng tắt như thế nên là mình không biết là kiểu gì. Chắc hôm nay chúng ta livestream hơi lâu nên là mình để các bạn đây để mình tản nhiệt cho nó. Đấy. Tản nhiệt cút tầm luôn. Còn lúc mọi người nó lắc thì đây các bạn thấy mình đang livestream bằng cái con này. Và đây nóng quá mình có cái bạn ở đây để. Cái kit này là có cả bàn phím lẫn cả chuột luôn. Tản nhiệt anh kia. Cắt xuống luôn. Đây là con CPU Core i7 các bạn nhé. i7 gì thì không biết. Trời ơi, nhiều rác ở trên cái bàn này quá trời. Chị Phương làm quả tản nhiệt tắt đi hắn này, nóng thế. À, ok. Ơ, chưa lắp cục wifi vào main à? Rồi ôi, sao mà chúng ta phải chơi những cách nguyên thủy như vậy trong khi chúng ta có dây mạng. Ok, sao để đây. Ok. Đến giờ lắp ốc này lốc của PC thì em để vào đây nhé. MSI đấy, cho nó ôm bên cạnh nhá. Chị Phương ơi, chị có muốn lên bấm nút bật không? Không. À có, nhầm, có. Để mình xếp được trả lời comment nhá. Hệ thống tản nhiệt xịn quá ta. Rồi vâng. Em thể nhìn thấy nhìn trông nó rất là hoành tráng và nó theo kiểu là minimalistic ấy, nó kiểu nó nhẹ nhàng, nó cũng đơn giản, nó không quá là hầm hố mà mình thích cái kiểu này hơn. Nam Edit, dạ vâng, xin chào bạn Nam Edit nha. Chủ nhật em qua Hacom mua bàn phím. Được bạn ơi, qua đây mình mua bàn phím xong rồi gì nhá. Nào giây phút lịch sử. Để xem cái quả cây này mình lắp main với cả mình lắp quạt. Nó có lên không nhá. 3 2 được chưa ạ? 3 2 1 bắt đầu. À, rồi. Lên rồi nha. Đã lên rồi. Cái này chưa lên à? Tắt hết đèn không? Tắt hết đèn đi để cho led đẹp. Tắt em tắt thử nhé, tắt thử. Từng tắt số 1 đến tắt số 3 thôi. Rồi em biết rồi. Tắt rồi. Không liên quan. Đống đèn là đống đèn gì mà. Mình đã đèn studio mà. Thấy không anh kia? Không. Bây giờ tắt hết đèn studio đi. Thôi em ơi, xin cái quyển cũ ấy. Thôi tính chỉnh cái tách đi không? Chứ gì anh ạ? À, cà phê màu, ok. À, lúc là 12.000 bao nhiêu anh? Nó hiện giờ à? Đúng rồi. Cái này mình có thể set up ở trong iOS đúng không? À, chỉ con cạc thôi. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với phần test đi nhỉ? Vâng. Rồi. Bây giờ thì chị muốn test gì đầu tiên? Có sẽ những cái phần... Dạ. Ép sung mà, chúng ta phải ép sung. À, ok. Hiện tại đây là phần mềm mới đi center này. Để mình có thể control. Đây, các phần mềm đây. Gaming Gear này, đấy, mouse, mic các kiểu này, đấy. Thôi nhưng mà mình sẽ không update nhá. Mình sẽ xem là hardware monitoring này. Đây chúng ta sẽ ép sung đúng không? Core Liquid, đấy, nó đang kết nối với Core Liquid rồi. Và đây ví dụ như là đồng hồ này. Đây là hardware monitoring này cho đẹp này. Hiện tại nó đang bị dọc hay sao nhỉ? Mình ở đây, đây, đổi được chị ơi. Ui dồi. Đấy, đấy, okay. Đã thẳng nhá. Hiện tại nó là 8h46. Hoặc là mình chọn cái khác đi, mình chọn cái kiểu RGB này đi. Đây, apply nhá. Rồi. Yeah, đó, đẹp hơn. Đấy. Đây, có RGB mà các bạn. Đèn LED, mà LED cũng có, với cả cái cạc màn hình cũng có luôn. Chẳng qua là bây giờ chúng mình đang set up đèn ở studio sáng quá. Hôm sau sẽ có clip highlight thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn này, trong phần best cut này. Win. Bạn Quân Nguyễn hỏi bảo là Cái Win 11 không sợ bó hiệu năng không anh? Thì câu trả lời là không nhá, tại vì Windows 11 là dành cho thế hệ thứ 12 mà. Bây giờ thì mình bắt đầu vào thử Cinebench và chơi game nhá. Chị muốn chơi tối ưu hóa thì bây giờ nhá, để mình check xem là bớt làm các kiểu nhá. Task Manager này, đấy để xem là Y này, đấy 12700K nhá. RAM hiện tại đang là burst là 5200 nhá. Đấy, hai thanh này, 32GB này, đúng nhỉ? 32GB đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ ép dung lên. Đấy, đầu tiên là mình sẽ sử dụng phần mềm Intel Extreme Utility. Đây là những cái ép dung khá là đơn giản thôi và có thể sử dụng qua phần mềm của Intel thì mình sẽ đẩy lên được. Đọc tên dạ vâng, xin chào Tôm TikTok nhá. Mình đã đọc tên của bạn rồi. Bạn Thịnh Lê hỏi là ủa build xong không cài Win mà xài luôn, là bọn mình cài Win sẵn rồi đúng không? Bọn mình cài Win sẵn rồi, hơi tiếc. Thêm tí RAM, bạn Núi bảo là thêm tí RAM RGB nữa thì đẹp. Thì nếu mà anh em mà để trong một cái phòng tối ấy, thì cái này nó sẽ rất là đẹp, nó kiểu nó tô điểm một chiếu thôi. Rồi, đây là những cái phần mềm của phần mềm Extreme của Intel đúng không? Thì bây giờ mình sẽ scan cái gọi là cái voltage curve của nó nhá. Đây, bây giờ cho em tai nghe để em tí nữa test game nhá. Ui, công nhận là chỗ đây có cái logo mới đi đẹp. Ui rồi ơi. Không sao cả, không sao cả. Rồi. Fraud. Hoàng ơi. Đây, sỏi ơi. Đấy, có chân đỡ tai nghe MSI này. Sorry mọi người. Hoàng ơi, tai nghe nữa. Rồi, chị cứ mở ra đi. Đấy thì bây giờ mình sẽ xem nào, mình sẽ advanced tuning đúng không? Thì đây này nó sẽ là có tổng cộng là đây 8 nhân mạnh và 4 nhân yếu đây, 8 performance core và 4 efficient core này. Thì bây giờ mình sẽ ép xung đầu tiên là nhân mạnh này nhá. À, trước hết thì phải có cái kết quả của, tức là trước khi ép xung như nào đó, Cinebench 20 sẽ là bạn của chúng ta. Rồi. Để cắm tai nghe cho nó chắc kèo, xong thì mình chơi game cho nghe cho vui tai nhá. Bây giờ hiện tại là đang ở đầu tiên là đây, cái bật đây đi. Ba nhân rồi, sinh nhân đơn nhân lâu lắm. Các bạn bảo là đụng tay chị Phương là ối rồi ôi. Mình vừa nhắc vào cái dây đèn mọi người ạ. Nam Edit hỏi là có server Discord của Hacom không anh Hoàng? Không. Không có. Rất tiếc anh em nhé. Làm cái vào đấy gọi là tư vấn livestream tư vấn và chơi game cùng fan. À, tông màu đỏ đen này cùng tông màu với cả áo của em với cả con rồng. Vâng. Ok, mình đã cắm tai nghe rồi. Anh ơi, tai nghe dây loạn thế. À, không, cái dây tai nghe này nhá. Đây là tai nghe dây, là dây được bọc dù. Mà nó không loạn đâu, mà mình bọc. Tại vì là bên mấy đi họ gửi bên này vội quá nên là họ bọc hơi bó cẩn chút thôi. Đấy à. Mai Quang Huy hỏi là build một PC cấu hình vừa đủ full Aorus RGB chủ yếu à? Thế thì anh em nên là hỏi fanpage nhá. Mình thì mình cũng không thể nào mà nói được. Rồi, kết quả hiện tại của chúng ta khi mà boost bình thường, hiện tại chúng ta đang có là 8.516 điểm. Bây giờ mình sẽ ép xung lên nhá. Mình sẽ ép xung lên xem nào. Để mình sẽ lên OC. Bây giờ mình sẽ cho 8, khi mà cả 8 nhân cùng hoạt động mình sẽ cho lên mức xung bình thường đúng không? Thì hiện tại mức xung, từ mình chạy lại đã xem thế nào. Đây, run. Tại vì lúc nãy mình nói chuyện với anh em nhiều quá nên là mình quên mất mình không đọc mức xung. Đây, mức xung hiện tại đang là maximum. Đây, maximum của nó đang là 4.6, 4.59 ở đây. Đấy. Đâu ạ? Không, đây là 1.4.68 đây. 1.7 đây. Đây thì mình giúp các bạn. Hello các bạn, mình đây. Mình khóa cơ bản nhá. Hiện tại nhá, thì cái con thế hệ 12 này có một cái khi mà các bạn chạy cái Intel XTU này thì cái nó sẽ như thế hệ trước ấy, nó sẽ bị lốc toàn bộ ở cái tức là cái power limit max ấy, nó sẽ bị giới hạn nên là các bạn sẽ bị chạy CPU được 125W thôi, tức là các bạn lên một lúc ấy khoảng tầm 40 giây sau nó tụt xuống. Thì ở thế hệ 12 này thì nó bỏ toàn bộ cái đấy, các bạn bây giờ các bạn kéo mấy cái turbo power limit này nó lên unlimit thì bây giờ nó unlimit luôn rồi. Các bạn thoải mái. Và cái thử nghiệm của mình ấy thì các bạn hiện tại nhá, nó chạy đơn nhân ở 5 GHz này. Các bạn thấy đây, đơn nhân 5 GHz này và chạy 4 nhân tối đa ở 4.9 và 6 nhân ở 4.8 và 8 nhân ở 4.7. Và qua các thử nghiệm thì con này nó có thể chạy tối đa được ở 8 nhân ở mức 5 chấm thì các bạn có thể chạy được ở mức đấy. Còn chạy hơn thì mình không khuyến cáo để ăn với con rất là kinh. Chuẩn đâu. Nó bị gì anh ạ? Nó bị không, vấn đề là nó còn bị thermal throttling cơ. Thermal throttling này không phải đo. Nó sang bên này đi. Thì các bạn đây là một cách rất đơn giản, các bạn vào các bạn làm mà thôi, không cần phải quá can thiệp với những cái như là load line calibration hay là mấy cái liên quan đến phần bên trong. Các bạn chỉ cần vào XTU này. Các bạn đối với 12.700K các bạn để cho mình lên toàn bộ tất cả tám nhân là 5.0 là nó chạy được hoàn toàn ổn rồi. Và các efficiency core các bạn có thể để nó ở mức là 38. Với mức này thì các bạn hoàn toàn chạy được ổn định, các bạn xếp và V-core hoàn toàn có thể để auto được, tại vì V-core ấy nó sẽ tạo apply thôi anh ạ, tạo apply đi. Và khi các bạn chạy này ấy, thì V-core nhận auto khoảng tầm dưới 1.4, dưới 1.4 là mức đủ để các bạn chạy ở mức 5.0 tầm 48 nhân, còn nếu mà lên trên nữa ấy, thì mình không khuyến cáo, tại vì ăn V-core rất là kinh. Đây Hoàng có thể chỉnh lại các bạn em và mình ra ngoài tiếp đây. Ây da, bây giờ thì anh Đạt đã chỉnh lên là 5 chấm cho tất cả những cái khi mà hoạt động cả 8 nhân thì nó đã lên 5 chấm rồi. Còn Efficient Core thì vẫn đang ở 3.8. Bây giờ thì mình sẽ test thử Cinebench xem là nó có tăng điểm lên không nhá, và nó có đáng không. Đây, bây giờ thì đang chạy Cinebench đúng không? Mình sẽ quay trở lại phần mềm nhá. Đấy, Max Core Frequency này 4.97. À, anh ơi, đây, cái điều mà em sợ đã đến rồi, thermal throttling rồi. Nó đang là bao nhiêu đây? 100 độ C tròn. À đây đúng rồi, 99 độ. Đấy. À, hôm trước là ở open bench anh ạ. Cái này là thả nắp à, ok. Thả nắp nhá, thả nắp để xem là nó có tăng hiệu năng không nhá. Mình từ thả nắp xem nào. Có người hỏi là uầy, cái mức nhiệt độ lúc ban đầu của nó có vẻ như là lúc mà không OC thì khoảng tầm 70 mấy thôi. Và đến lúc khi mà mình ép sung lên này, 100 độ C đều một mức luôn. Nó đang lúc nãy nó nhận trên 1.4 một chút này ạ. Giảm rồi này. Giảm rồi thì vì là hết bench rồi. Chúng ta quay lại nhá. Quay lại thì hiệu năng giảm xuống. Câu trả lời là hiệu năng bị giảm xuống, Nó lên. Hôm trước em bench là nó lên 87 cơ, 8007 cơ. Thì em không biết, có vẻ như là cho vào trong vỏ cây này nó đã bị chặn bởi nhiều thứ quá anh ạ. Tại vì trước thì nó bị. Bạn Đại Ca Channel hỏi khá là nhiều từ nãy giờ, có ghế gaming dưới 4 triệu tốt không? Cái buôn mình dưới 4 triệu. Đó. Idra. Của Idra nhá, bạn có thể tham khảo các mẫu. Đây, để em xem. Nhưng mà dưới 4 triệu thì ôi, vẫn nhảy nhanh lắm anh ạ. Vẫn nhảy lên rất là nhanh. Thế bây giờ em giảm xuống 4.9 nhá. À, chỉnh VCO lên, chỉnh VCO lại 1. Chỉnh thấp rồi, offset. VCO hiện tại đang là 1.45. Giảm xuống. Chỉnh sang VF cấp, chỉnh offset lên 0.0.15. Cộng anh, cộng là dở đấy. Đây đấy. Rất đơn giản thôi. Bị đóng quá ấy, thì các bạn, cái này đã nhận được 1.45, tự nó nhận rất là cao. Thì các bạn dưới 1.4 cho mình thôi, không chuẩn rồi. Đây đợi tí, em đang scan ra để xuống. Chuột đây. Đó, ở đây. Con này lên cho mình thêm mà 0.0 đâu. Coi nhá, sẽ bằng bao nhiêu VCO nhỉ? Giảm xuống 1.35 lên 0.15. Đây, này rồi. Đấy, là thêm 0.15 VCO. Đây, thì lúc này đây thử ben lại thôi. Thử ben lại nhá. Vào Cinebench lại đi. Chuột đâu? Đây chuột đấy. Bây giờ mù mắt. Các bạn bảo là PC 100 triệu xong đi tản nước. PC 100 triệu nhưng mà đây là setup 100 triệu mà. Setup thôi bạn nhá, chứ không phải là cái PC. Thôi mà hosting rồi, con này đang khó quá. Không đã ăn kính nhỉ. Thôi để em các bạn đấy bảo là phức tạp thế. Phức tạp mà mấy cái vấn đề này. Đây là ép sung chip hả anh? Ép sung chip mà chúng ta còn chưa đi sâu đâu đấy. 1.45 chờ trừ 10 đấy, mà trừ 10 là hợp lý đấy. Lại đi. Trừ 10 xong rồi để cho giảm VCO một chút đi. Lại bị lag nhẹ này. Không, lúc nãy vẫn gì, lúc nãy vẫn khoảng tầm 7 mấy độ thôi anh ạ. Tức là lúc mà set mà chưa OC ấy. Và hôm qua em cũng test rồi, nó cũng khoảng tầm 100 độ. Xong chơi này đã chơi bị lag rồi. Hôm trước lúc mà anh test là nó chạy APX. Chạy APX nó set xuống 2 rồi. Nó set xuống. Trừ 2 APX nó set là được. Bây giờ nhá, vừa nãy là chúng ta đang vẫn đang tôm. Trong này các bạn chơi game chính thôi, các bạn men thì các bạn đứng chạy cả 5 chấm. Đấy. 5 chấm đây là on core nhá, tức là tất cả cả 8 nhân đang chạy ở mức 5 GHz. Đấy. Chúng ta nên chạy, nếu mà chạy thì chạy game thôi. Chạy on core là to đấy. Đúng rồi, chạy on core là dở đấy. Đây, có vẻ là tăng lên rồi. đã tăng trở lại rồi, mức nhiệt độ đã về ok rồi. Bây giờ mình giảm thêm một chút nữa đi, đến khi nào máy sập nhá. Hoàng có những ý tưởng là đi vào lòng đất như Hoàng. Không phải thế thì OC là phải như vậy, OC phải như thế. Đừng này, cho ta test game. Đây, em đang cho giảm xuống thêm 0.2 rồi, 0.02 và hiện tại đang là 1.34 Vcore, khoảng tầm 1.4 Vcore. Nó bảo ép xung RAM đi. Ép xung RAM nhưng mà 5200 đã là một mức ép xung rồi. Rồi ép xung CPU rồi thì ép xung RAM đi. Thì nó ép xung cảm hình luôn. Đến khi nào sập máy thì thôi. Không, em đang dừng ở mức này rồi. Em đang xem là liệu hiệu năng nó có tăng lên nữa không. Tại vì chúng ta vừa rồi là vừa 5000 đây 8500 tăng lên 8600 sau khi ép xung và giảm Vcore. Chả anh ơi, trừ 0.2 trừ 0.02 này, chúng ta lên gần 9000 rồi. Thôi để dừng lại nhá. Trừ nữa. Dưới 1.35 không chạy đâu. Nữa đi anh. 1.35 không chạy đâu. Hoàng ơi. Em chạy 3600 4.1 mà chỉ có 1.1 Vcore đấy anh ạ. Đây là em phải. Ôi bây giờ chạm vào cái CPU game nó sẽ rất nóng à? Nó không nóng quá đâu. Chạm thử. Em thôi, vì anh Đạt đang ở đây nên là mình sẽ không giảm xuống nữa. Mình sẽ chơi game nhá. Chơi game cho các bạn xem ôn qua 5.0 thế rồi. Rồi sao biết nó nóng? Đây có đâu biết đâu. Tóm lại trước đi. Rồi đấy, chỉ nóng lại cho mình. Đây từ từ để mình bật các frame lên hiện FPS nhá. Nói chung là các bạn không nên OC khi mà các bạn chạy phần mềm bên Bắc hoặc là các bạn chạy phần mềm liên quan đến render. Đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game gì nhỉ? CSGO, chỉ muốn chơi CSGO hay là chỉ muốn chơi gì? Chơi game khác đi, lần nào test cũng chơi CSGO. Các frame chip hả? Đây đây. Cạc hả? Đây đợi em tí. Các frame. Đây, đợi tí nha. Đợi chúng mình chỉnh. 307 không tim mà. Đúng không á? 307 không tim mà. Chúng ta vẫn dùng 307 không tim mà. Bây giờ dùng Cyberpunk đi. Hôm trước có thấy mấy bạn yêu cầu Cyberpunk. Đấy thì bật Cyberpunk lên. Có hết lỗi chưa vậy? Đúng rồi. Bạn Thịnh Lê hỏi là mắc ping đi anh, để em xem quá nhiệt làm thì nó bị gì, bị sập máy à? Mình đảm bảo rằng là Genshin Impact sẽ chơi được ở cái bộ PC này, chắc chắn là 160 FPS rồi, không bao giờ nó giảm xuống dưới luôn. Đây, đây, vì có ở đây, xung đây, đang 5 chấm đây. Đấy, anh có thể đây. Đang 5 chấm, trên 5 chấm một chút đây. 5.013. Đó, thế anh em có thể sử dụng thoải mái rồi. Nhưng mà cái xung CPU này nó sẽ quan trọng hơn trong những tựa game như là CS:GO hoặc là Valorant anh chị ạ. Còn những tựa game là không quá quan trọng đâu. Cyberpunk à? Bây giờ lúc này còn ai chơi không? Có bạn nào đang chơi Cyberpunk không? Cyberpunk chắc là không có bạn nào chơi Cyberpunk nhỉ? Nó lỗi nhiều quá. Bây giờ Ray Tracing Ultra nhá. Đây, tất cả mọi thứ đều Ultra rồi. Bây giờ thì chị chưa chơi game này bao giờ. Vâng, game này cũng không vui lắm đâu. Nên chị chơi cũng là game bắn súng đúng không? Đây, từ từ để em xem chiếc màn này nó có lên được cao hơn về độ sáng được không? Ừ đúng rồi, chị thấy tối quá. Các bạn ấy cũng bảo là tối quá. Cái này còn... hình ảnh này, độ sáng, à đây độ sáng mới 60% thôi. Để mình thử mắc lên nhá. Ra sáng hơn rồi đấy, mình có thể thấy sáng hơn rồi đấy. Rồi test Far Cry 5 là ok, thì nữa chúng mình sẽ test Far Cry 5 nhá. Rồi, hiện tại thì đang ở Ray Tracing Ultra và tất cả mọi thứ ở cao nhất. Thì chúng mình đang ở trong một cái thành phố rất là đông người đây. Và mức FPS bao nhiêu nhỉ? Mức FPS đang là... Mức FPS khoảng tầm 60 mấy gì đấy. Tức là vẫn giữ được trên 60. Và điều đó có nghĩa là anh em sẽ có một trải nghiệm chơi game tuyệt vời. Và đây là một chiếc màn hình 2K anh em nhé. Thế nên là cũng khá là khỏe đấy. Rất là khỏe đấy. 12.700K này và 3070 Ti. Lượng nhiệt tỏa ra cũng có nhưng mà không quá là nhiều. Thế mà chị sờ đây này. Chị nhớ hôm trước mình sờ. Rồi, đấy. Và mức nhiệt độ của CPU thì đang không quá là cao. Đây, khoảng tầm 60 này. Hoặc là lên nhỏ 68 thôi. Đấy, rồi. Hiện tại thì chúng mình đang lòng vòng đây. Không có màn dưới 1 triệu. Ultra versus Ray Tracing. Anh em muốn mình thử tắt Ray Tracing xem nhìn trông nó khác không nhá. Ray Tracing là gì? Ray Tracing rồi. Ui, không Ray Tracing. À không, tăng lên có một tí à. Rồi, thôi coi như là mức setting nó sẽ là cũng khá là ok rồi. Mình sẽ thoát ra nhá, khoảng tầm 70 FPS. Bây giờ mình sẽ chuyển sang Far Cry 5 để xem thế nào. Nhiều bạn cũng vote game này phết. Far Cry 5 thì anh em cũng muốn chơi mà. Cái game Far Cry 5 này cũng gọi là đẹp. Nhưng mà cũng không phải là em thích ở Far Cry 3 thôi. Nó cũng là game bắn súng hả? Vâng, em biết là chị ở nhưng mà chị không biết gì về game bắn vàng. Đúng rồi đấy. Chị ở chị... Đang 5 chấm, vẫn 5 chấm đều anh ạ. Đấy, nó chơi game vẫn mát hơn đúng không? Vâng, chơi game thì vẫn ok. Tại vì đây là chơi game thì nó sẽ bị load khoảng là 1 tới 2 nhân, vài nhân thôi, chứ nó không đến mức cả 8 nhân. Nên là gì? Nên là anh có thể thoải mái được. Nên là gì? Nên là gì? Ok. Far Cry 5 này. Setting up profile. Đợi tí nhá, để mình vào setting nhá. Rồi option này. Chúng ta sẽ có gì nào? Video này. Bạn Lý Minh Vĩ hỏi là Pikachu 100 FPS được không anh? Pikachu ui dồi ôi, Pikachu máy này khoảng tầm 5 đến 6 FPS thôi chị ạ. Thế rồi ạ? Tại vì Pikachu cũng có FPS cao đâu. Rồi đang ở 2K này và tất cả mọi thứ Ultra này, Motion Blur on thì mình cứ để nó on nhá. Refresh rate mình sẽ cho lên 165 tại vì đây là một chiếc màn hình 165 Hz anh em nhá, thoải mái. Dùng thoải mái luôn. Ok. Rồi, đấy, mượt mà và êm dịu. Option từ từ. Benchmark. Benchmark trong này sao? Đây, test in benchmark. Để bật benchmark nhá. Red Dead Whipgod hoặc là Red Dead Redemption 2 đi. Ok, sau Far Cry 5 thì chúng mình sẽ test Red Dead nhá. Có Red Dead Redemption này ạ? Có anh ạ. Em vừa mới order từ anh điện xong. Đấy, uầy. Mức FPS cao tít trên mây luôn. Khoảng tầm 170 FPS là max này, 154 FPS là trung bình. Bây giờ thì mình sẽ xem là chạy qua những cái scene này thì nó sẽ như nào nhá. Hiện tại đang là 2K. Hiện tại đang là 2K. Đấy. Wow. Ui, cái mức nhiệt tỏa ra từ chiếc cam hình thực sự rất là nóng. Cái bàn phím này thì đây là một combo nha anh em nhá. Đây là combo chuột bàn phím chỉ có 1 triệu thôi đến từ mới đi. Chị Phương ơi, chị lấy ở dưới chân chị mấy. Đấy, combo chuột bàn phím cho các bạn xem. À đây. Đây đây, cho con rồng vào nhá. Đây, đây chỉ là cho con rồng ôm màn hình. Bàn phím của chúng ta. Tên đó chính là GK30 Gaming Combo. Và đây chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím và một chiếc chuột. Có giá của cái mô này khoảng tầm 1 triệu thôi. Rất là rẻ. Trời ơi. Từng nó vừa bóc ra xong. Đây là cái switch gì ấy, em không biết đây là switch gì. Ơ, chị ơi, trời ơi, đang benchmark chị bấm escape làm gì? Trời ơi. Sorry em, sorry. Ơi giời ơi. Quân Nguyễn bảo là chơi Valorant đi, anh chưa test bao giờ. Thì hiện tại chúng mình lại chưa cả Valorant rồi anh em ạ, hơi tiếc. Buổi sau nha anh em nhé, hẹn anh em buổi sau. Hôm nay bây giờ toàn tài game nặng thôi, tại vì đây là một bộ máy rất là khủng. Mà chơi Valorant thì nó hơi phí. Đấy. Nhưng mà tí nữa chúng mình sẽ test CSGO qua một chút để xem là mức FPS bao nhiêu. Nhiệt độ hiện tại đang của CPU là khoảng tầm 71 này, 65 này. Nói chung di chuyển khoảng tầm 60 tới 70 F nhiệt độ về độ C. Còn chiếc cam màn hình cũng khá là mát, rơi khoảng tầm cũng tầm 65 66 thôi và đang sử dụng 100% cam màn hình. Nếu mà anh Đạt không có ở đây đó. Supremate mà, ui dồi ôi, cả này cực mát luôn. Còn Trio thì sẽ hơi nóng hơn một tẹo, chắc khoảng tầm 70 độ. Nhưng mà chiếc cam này có 3 fan và cái lượng, anh em thấy lượng lá đồng nó dày và nó to như này cơ mà. Đấy. Sung nó em thấy cũng ok, cũng ok. Nếu mà mấy con rầm thì chắc khoảng tầm 1.800 thôi, con này thì 1.950. Ok, và đang 140 mấy FPS đây. Mình không biết cái bench này sẽ chạy bao lâu nữa, nhưng mà mình sẽ recommend trong lúc đó. Hết rồi. À xong rồi. À đây rồi. Đấy, minimum là 136 tức là vẫn trên 120 nhá, và trung bình sẽ là 150 này, maximum là 168. Chỉ thấy 69. À 169. Ok. Tức là khá là cao và chắc chắn là anh em sẽ chơi được thoải mái. Cao hơn cái bộ PC đợt trước mình lắp. Ui rõ ràng rồi chị. Red Dead nhá, chúng ta sẽ test Red Dead nhá. Đúng rồi, đấy, có bạn Nhân Nguyễn hỏi đúng đấy. Đó. Red Dead cũng có bench. Gì nhỉ? Có bạn Nhân Nguyễn nói quá chuẩn đấy. Mấy ông bị cái sao vậy? Bộ PC này chiến AA còn mượt CSGO và Valorant cú bắp tuổi gì? Hợp lý. Trời ạ, các bạn chắc chắn là mức FPS về CSGO trong này sẽ khoảng tầm 500 tới 600 FPS nếu mà có thể đạt được. 500 á? Vâng. Wow. Anh Đạt đẹp gái của em đâu rồi? Đây để mình bật và tạo ra các hiệu ứng tốt nhất này. Sơn Hoàng hỏi là 6700 XT và 3070 nên chọn về cửa hàng nào và có hàng không? Thì 6700 XT sẽ rơi vào khoảng tầm 22 triệu tới 23 triệu thì và còn 3070 sẽ rơi khoảng tầm 25 tới 30 triệu. Thì mình khuyên rằng là 6700 XT thì hơi ít hàng em nhá. Đây từ từ. cái gì nhỉ? Setting này, vào setting trước nhá. Đợi tí để mình chỉnh cho cái... Đây là game gì đấy? Đây là Red Dead Redemption, một trong những game giả lập cao bồi khá là hay. Game này cùng sao nhỉ? Cùng với cả nhà sản xuất của GTA đúng, đúng rồi. Rockstar, đúng vậy. Đá sao? Đây là mình sẽ cho lên 4K anh em nhá, à nhầm 2K anh em nhá. Ở đây rồi, đây rồi. Úi dồi. Apply, đây đợi tí apply đã xong rồi mình sẽ tắt vi sinh nhá. Cái màn 1 triệu không thì mình trả lời tiếp câu hỏi của Sơn Hoàng nhá. Thì Sơn mình nghĩ rằng bạn nên mua 3070, 6700 XT cũng được nhưng mà sao nó vẫn không được nhỉ? Cày thế. Đây, đây rồi. Ui sao mà chuyện xảy ra vậy? Ok. Giật cả mình. Giật hết cả mình. Đây, tắt vi sinh đi nhá, tắt vi sinh này. Bạn Thịnh Lê hỏi là AAA là gì? Là chip Triple A là những tựa game cao cấp nhất và là những tựa game đắt tiền nhất, thường sẽ giá khoảng tầm 60 đô. Đúng rồi, chưa chắc là hay nhất. Chỉ là đắt nhất thôi. Đúng rồi, chỉ là đắt nhất rồi. Rồi, bây giờ thì chỉ bấm X cho em với. 2K nhá, Ultra nhá, thoải mái con gà mái nhá. X đi. Được chưa? Giữ thật lâu, giữ thật sâu. Còn em bấm sửa chị này. Rồi. Enter. Rồi. Cái gì anh? Red Dead là khoảng tầm 60 đô nhưng mà bây giờ hình như giảm giá rồi. Cũng khá là lâu rồi, hơn 1 năm rồi. Nói chung mấy game của Rockstar khá ổn. Rockstar. Đúng, trừ GTA Trilogy mới là cái đấy là cái remaster của những cái GTA cũ ấy. Vẫn chưa có GTA 6. Chưa có. Rồi, chị. Blog ACC hỏi là có bộ PC văn phòng nào chạy i3 mà giá rẻ không? Anh em có thể vào khu vực PC văn phòng nhá, của HP này, Lenovo này và Dell đều có. Chị có recommend nào về i3 giá rẻ không? Không đâu. Chắc chị quên rồi. Mấy bộ PC đồng bộ của mình ấy. Ví dụ như là S01 Slim gì đó. MSI cũng có PC đồng bộ á? Đỉnh đấy. Chất lượng thế nhỉ? Rồi, hiện tại thì Red Dead có vẻ như là không phải là đối thủ so với cấu hình này. Mức FPS trung bình đang khoảng tầm 144, 148. Rất là kinh khủng luôn. Quá ngon, chuẩn luôn, quá ngon. Quá là ngon, quá khủng, quá tín. Tiến mê game quay trở lại rồi, hello em. Quân hỏi là anh ơi chơi CSGO Marketing tí nữa anh em nhá. Đợi test xong Red Dead và mình sẽ chuyển sang một cái tựa game CSGO để có thể chứng tỏ rằng là liệu rằng cái PC này có trên 500 FPS được không? Nốt đúng rồi, nốt tựa game CSGO xong rồi chúng mình xin phép nghỉ nhá. Hôm nay do chủ trang mạng với cả do mình lắp nên là nó hơi bị delay một xíu chứ không là test sớm với mọi người rồi. Bộ PC Linh Nguyễn Quỳnh hỏi là bộ PC i9 bên shop anh thì có rơi vào tầm bao nhiêu tiền? Thì anh có thể lên trên fanpage của chúng mình và hỏi ở đây nhá. Tại vì là chúng mình không thể trả lời luôn bây giờ được. Nhưng mà mình nghĩ rằng i9 thì sẽ rơi vào khoảng tầm, còn tùy vào chiếc cả màn hình của anh em nữa. Ví dụ chẳng hạn chọn i9 mà không có cạc đúng không? Thì sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đấy rơi vào 30 triệu. Hoàng giải trí đấy. Mọi người thấy Hoàng giải trí không mọi người? Gặp nhau cuối năm. Rồi có vẻ như là... Tư vấn tình cảm tuổi mới lớn. Không tư vấn PC nữa. Không. Tư vấn tình cảm. Cái này bé mắc lâu lắm. Trong lúc mọi người chờ bé mắc mọi người có muốn tư vấn tình cảm gì không? Đây chị Vương An Tâm tư vấn tình cảm miễn phí, đây là một cơ hội có 102 anh em nhé. Mình là chị của các đứa em ở trường, mình rất hay tư vấn tình cảm cho các bạn đấy. Phương có người yêu chưa? Chị có người đứng ngoài nãy mà là cả to. Đúng rồi đấy, bạn vào đây mà bạn livestream đi. Không, Phương có người yêu gái to chứ. Đầu tiên bạn Linh Nguyễn Quỳnh lúc nãy thì mình rep lại nhá. 3080 là 45 triệu này. i9 12900K là 20 triệu này, là tổng cộng là 65 triệu rồi. Nói chung khoảng tầm 100 triệu là sẽ được một PC hoàn hảo nhất và hoàn thiện nhất tất cả mọi thứ. Blog ACC hỏi là có màn hình là 1 triệu không? Câu trả lời là có không anh nhỉ? Màn hình 1 triệu á? Không. Cái đấy thì anh em chỉ có thể tìm trên Facebook Marketplace thôi. Đúng rồi, có màn hình Hugong anh em ạ. Nhưng mà chúng mình lại không. Quân Nguyễn hỏi là em mua một chiếc Ryzen 5 5600, một thanh RAM. Mình nghĩ rằng em nên mua 2 thanh nhá. Làm thế nào để tán đổ crash? Đây câu hỏi đầu tiên. Đây, lúc nãy các bạn Hữu Nghĩa hỏi là cách nhận biết bạn thân biểu hiện ra sao để biết cua là dính. Bạn thân khác giới hả? Đồng giới. Ừ, hóa thân đồng giới khác giới. Nói chung là biểu hiện là chị tư vấn cả hai luôn. Nói chung là chị thấy là nếu mà các bạn ấy không quá sỗ sàng với mình ấy, vẫn có một tí giữ ý với mình thì chắc là bạn ấy sẽ có tí ý tứ với mình. Còn nếu mà bạn ấy kể cả là cùng giới hay khác giới mà bạn ấy kiểu coi mình như huynh đệ ấy, kiểu rất là sỗ sàng với mình thì chắc là không đâu. Người ta sẽ giữ lại một chút sự xấu xa cho mình nếu người ta có ý. Căng quá. Kìa bạn bây giờ nào đấy, xem nào. Em chỉ tư vấn tình cảm thôi. Bạn xem nào. Tiến Hồng bảo là i3 chưa ra thế hệ thứ hai, đúng rồi. Dự kiến là sang năm tới. Và Đỗ Vlog hỏi là cho màn hình ViewSonic. Ôi cái chiếc màn hình này thì anh đã đây check là VX3276. VX3276. Dạ anh em check trên web là được mà. Nói chung là mọi người muốn hỏi con gì thì mọi người cứ lên web của Hacom xong rồi đánh. Có hàng 7489 em. Có hàng em nhá. 7.489.000. Và bạn gì nhờ? Bạn xem nào. Bạn Huy Nguyễn hỏi là Dell Inspiron 16 với i7 11.000 và RTX 3050 đánh giá ra sao, mới ra mấy sáng. Thì mình nghĩ rằng đấy là một Dell, tất nhiên là Dell rồi, họ sẽ có những cái tiêu chuẩn về chất lượng riêng. Và nếu mà anh em mua thì chắc chắn nó sẽ nhận một chiếc laptop ok, ổn. Nhưng mà mức hiệu năng mình nghĩ rằng là sẽ hơi quá cao so với tầm giá. Được chưa? Ui lốt mãi chưa xong này. Ồ, con này có vẻ chạy benchmark. Con này benchmark rất là lâu. Ơi cả. Bạn Quân Nguyễn bảo là anh ơi có thế hệ anh ơi thì có i3 thế hệ 12 thì có đắt không anh? Chắc là so với i5 hiện tại thì nó sẽ rẻ hơn một xíu. Cái dạng 12 à? Ừ, i3 thế hệ 12. Chắc là i3 12 thì sẽ đắt hơn. Đắt hơn á? Đắt hơn i3 hiện tại. Chắc là thế rồi. Em đang bảo so sánh với i5 nó sẽ rẻ hơn i5. Stop nhá. Mình nghĩ rằng mình cũng test hơi lâu rồi, mình sẽ stop ngay tại đây thôi. Để mình ra kết quả xem nào. Đây. Từ bật bao nhiêu tí? 10 minimum FPS là 130 này. FPS tối đa là 152 này và FPS trung bình là 144, à 141. Đúng vào cái mức đấy luôn. Rồi. Rồi thì đằng sau camera thì đã là bây giờ đằng sau camera đã ra dấu hiệu chữ X rồi. Đó chính là anh là sinh gái. Ông bố bỉm sữa đã sinh gái. Cần phải về để chăm sóc con nên là chúng mình xin phép là hẹn các bạn ở những livestream tiếp theo. Và hôm nay thì mình cũng đã build cho các bạn một bộ PC full setup cả gear để lên đến mức giá khoảng 100 triệu full dòng luôn. Đúng không? Mới đây. Đó, thì các bạn thấy là sau cái ép sung cũng như là chiến các tựa game, bây giờ thì các bạn cũng thấy là con máy này khá là ngon, chiếm tựa game mượt mà đúng không? CPU thì nhiệt độ cũng khá là mát. Thì nếu mà trong cái gọi là video best cut của tuần tới thì chúng mình sẽ để đường link của tất cả những sản phẩm ở dưới. Chắc là chiếc tản nhiệt khí, tản nhiệt nước này thì chưa có đâu, tại vì là nó cũng chưa về hàng cái chúng mình cơ mà. Chưa về Việt Nam thì cũng đúng rồi, còn, mọi người ạ. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên nó lên trên màn hình ở bên Việt Nam đấy. Đó, rồi, thực sự rất là cảm ơn anh em đã xem cái livestream này và trò chuyện cùng với chúng mình. Và rất là mong chờ vào thứ 6 tuần tới mình sẽ được livestream và gặp các bạn lần nữa. Rồi, xin chào anh em nha. Bye bye, xin lỗi vì sự cố mạng lần nãy nha, bye bye.